chương trình này được bảo trợ bởi Happy Truy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District như hiền và lê thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay à, trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV bằng tầng 56.10, 16.11 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2022 và một ngày vô cùng đặc biệt thưa quý vị, ngày chúng ta chuẩn bị chuyển giao sang năm mới ngày giao thừa. Một lần nữa thì Lê Thái gặp gỡ quý vị trong chương trình cà phê sáng. Xin kính chào quý vị và em cũng gửi lại chào đặc biệt đến chị Như Huyền cảm ơn lê thái chào lê thái và yeah. hôm nay cũng là rất là ngày đặc biệt như làm với lê thái cũng là nhằm cái ngày giao thừa với là ngày tết âm lịch thưa quý vị tối nay sao nè tối nay ở tối nay bí mật và quý vị nhớ ra bí dù... mật gì mình phải nói quảng cáo nhé <laughs> <laughs> cái nội dung thì quý vị ra quý vị sẽ Đúng rồi. thấy rất là hay rất là đẹp và mọi thứ đều rất là hấp dẫn vì, vì đài Little thầu Sài Gòn TV chuẩn bị rất là kỹ, kỹ lưỡng, lưỡng và... và rất là lớn năm nay lớn lắm đó thưa làm quý vị. rất là lớn thưa quý vị yeah. tại vì uh, chúng tôi đã lên kế hoạch để mà đón giao thừa ngoài chùa Bảo quang thưa quý vị uh, trước đây khoảng hơn nửa năm trời rồi nói chung là mấy năm trước rồi nhưng mà tất cả mọi cái là chúng tôi làm bắt đầu là coi như là lên kế hoạch này nọ làm chương trình là nửa năm trước thành ra là cái chương trình năm nay bảo bảo đảm với quý vị là một cái chương trình vô cùng đặc sắc ấn tượng và sẽ đem đến quý vị những cái niềm vui trong cái chương trình mà chúng ta chuyển giao từ năm cũ sang năm mới và có một cái chương trình đặt ca nhạc vô cùng đặc biệt cải lương rồi những cái chương trình vui thật là vui và hái lộc đầu năm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới quý vị nhớ đi nha ở chùa Bảo Quang số 171 hay là 171 vừa qua mức tiêu rồi uh, Nếu uh, ở North New Street à, uh, dạ vâng, thành phố Santana Thì quý vị cứ search ở trên chùa Bảo Quang yeah. Thì có thể đến mà tham dự cùng Lido Sài Gòn TV Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều cho đến qua giờ giao thừa luôn 5 giờ rưỡi chiều nha quý vị uh, Ngày hôm nay thì à, uh, chương trình Cà Phê Sáng Như Huyền và Lê Thái vẫn tiếp tục uh, gửi đến quý vị Những thông tin vô cùng bổ ích và uh, ý nghĩa chung quanh chúng ta thông tin đầu tiên thì là thái xin gửi đến quý vị là một cái thông tin mà à, nó đôi lúc thì nó sẽ khơi gợi lại một cái vài ký ức của những người mà sống trong cái thời kỳ mà cái trái bơm nguyên tử ở hiroshima nó đã nổ ở nhật bản cách đây rất là lâu rồi và nó gây nên cái tổn thương vô cùng to lớn cho những cái người dân ở nhật bản cũng như là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều nơi ở trên toàn thế giới và đây là một cái gọi là sao ta một cái biến cố chính trị lịch sử nó đầy thương vong và đầy tăng thương mà chúng ta đã phải trải qua và nhìn đất nước Nhật Bản trong những năm đó đã phải trải qua cái vấn đề này vô cùng vô cùng khủng khiếp thưa quý vị và hiện nay thì vấn đề mà làm dầu à, à, uranium á đây ừ. là một trong những cái chất mà chúng ta nói là chất làm phóng xạ cũng tạo ra những cái bom nguyên tử bom hạt nhân đây là những cái loại bom mà chúng ta thấy là chỉ có một phần phần nhỏ của nó thôi có thể làm nổ banh cả một cái 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 khoảng rất là rộng và những cái phóng xạ của nó những cái tia xạ của nó có thể là làm ảnh hưởng con người ngay trực tiếp ngay thời điểm đó và cả mấy chục năm cả trăm năm về sau nó wow, vẫn còn rồi. lưu lại và vô cùng nguy hiểm và nếu như mà thế giới hiện nay thì rất là nhiều đất nước đang làm dầu uranium cũng như là đang chế tạo những cái quả bom nguyên tử ừ. và lúc nào cũng hâm he thế giới là tao sẽ bỏ bom cho mày đây tao sẽ bỏ bom cho mày đây là bằng chứng là nước nga là một là nước bắc triều tiên là hai thưa quý vị à, đây là hai quốc gia mà chúng ta gọi là hai cái nước mà gọi là cộng sản mà hiện nay rất là nhiều người, người ta đã đảo người ta đã người ta rất là khó chịu hai đất nước này nhưng mà chúng ta cũng không biết được là thế giới sau này nó sẽ xảy ra chuyện gì ừ. ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị thông tin là khi mà cái quả bom nguyên tử mà có loại một quả bom nguyên tử mà quả bom hạt nhân thưa quý vị mà nó phát nổ thì chúng ta phải trú ẩn ở đâu Kính thưa quý vị, dựa vào một cái mô hình máy tính thì các chuyên gia nghiên cứu tại trường đại học Nicosia ở Cyprus xác định mối nguy hiểm với những cái người trú ẩn trong nhà gần nơi xảy ra những cái vụ nổ bom nguyên tử và khi mà trái bom nguyên tử nó phát nổ thì mọi thứ ở gần sẽ lập tức là bốc hơn ngay tức thời thưa quý vị và những cái phóng xạ của nó có thể gây nguy hiểm lớn cho sức khỏe và kể cả ở chúng ta với những cái ở những cái nơi xa khoảng cách xa và một cái mối nguy hiểm khác là cái sóng sinh ra từ vụ nổ có thể đủ mạnh và nhanh để nâng chúng ta lên trên không trung và gây ra những cái thiên thương tích nghiêm trọng ở những cái vùng thiệt hại trung bình thì cái sóng ở mà của cái bom nguyên tử thưa quý vị nó có thể là làm cho những cái đập đánh sập những cái tòa nhà và gây thương tích cho những ai ở ngoài trời. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta ở các cái tòa nhà chắc chắn thì có thể là sẽ an toàn hơn được phần nào thôi. Ví dụ như là à, bằng bê tông thì nó cũng có thể nó đứng vững nhưng mà tùy theo những cái loại bê tông nào hoặc là tòa nhà cái cái vấn đề kết cấu nó kiên cố đến độ nào thôi. Và nhóm chuyên gia sử dụng cái mô hình máy tính để nghiên cứu quá trình sóng nổ xuyên nhanh qua một cái cấu trúc đứng và cái cấu trúc này nó mô phỏng gồm các phòng cửa sổ cửa ra vào hành lang cho phép họ tính toán cái tốc độ không khí mà sau khi mà cái sóng nổ này nó phát ra từ những cái trái bom nguyên tử từ đó thì xác định nơi ở nào tốt nhất và tệ nhất để mà cho con người chúng ta trú ẩn và tránh trú ẩn và theo kết quả nghiên cứu mới thì chúng ta chỉ trú ẩn trong một cái tòa nhà nghiên cứu cái tòa nhà kiên cố á, vẫn chưa đủ để tránh rủi ro và cái không gian hẹp nó có thể làm tăng tốc độ không khí và sự tham gia của sóng nổ khiến cho cái không khí phản xạ khỏi tường và nó uống quanh các góc này nó làm cho chúng ta trong cái trạng thái là sẽ gặp những cái trường hợp xấu nhất. Và trong những cái trường hợp xấu này thì có thể tạo ra một cái lực tương đương 18 lần trọng lượng cơ thể của con người chúng ta. Và những cái vị trí nguy hiểm nhất trong nhà cần tránh là những nơi như là cửa sổ nè, hành lang nè, cửa ra vào nè. Và chúng ta nên tránh xa những cái vị trí này và trú ẩn ngay lập tức có thể là ở dưới những cái tầng hầm nếu nhà chúng ta có hầm hoặc là chúng ta đang ở nơi nào đó mà có hầm thưa quý vị. Và kể cả khi mà ở trong phòng đối diện với vụ nổ thì người ta vẫn có thể an toàn trước tốc độ không khí cao nếu như chúng ta trốn ở các góc tường đối diện với cái sóng. Và nhóm chuyên gia người ta nhấn mạnh rằng là thời gian từ lúc nổ cho đến khi mà sóng sóng này nó lan đến chỉ khoảng là vài giây mà thôi. Cho nên việc mà nhanh chóng chúng ta vào vị trí an toàn nó vô cùng quan trọng và các nhà khoa học người ta hy vọng rằng vụ nổ bom nguyên tử sẽ không xảy ra. Nhưng họ tin rằng là việc hiểu rõ tác động của vụ nổ sẽ giúp cho chúng ta tránh được thương tích và tạo điều kiện cho những cái công tác cứu hộ nó dễ dàng hơn và khiến cho cái mức độ mà thương vong cũng như là hậu quả của nó xảy ra đó, diễn ra đó, nó gây ra đó, nó sẽ bớt đi phần nào phần trầm trọng hơn. Và chúng ta cũng nên biết những cái nơi trú ẩn để mà an toàn cho chúng ta cảm ơn lê thái hy vọng là không có xảy ra những cái chuyện đó trong tương lai rất là nhiều nữa mình từ vì mỗi lần rồi. mà xảy ra cũng khó biết trước phải không quý vị nhưng mà cái mình hy vọng thì mình vẫn phải hy vọng thôi tại vì khi xảy ra rồi thì nó mang lại cái hậu quả nó không những ngay lúc đó mà về sau rất là nhiều yeah. cảm ơn lê thái thưa quý vị đây là một trong những tin vui hôm thứ năm vừa rồi tạp chí ung thư của california đã thông báo rằng cái tỷ lệ ung thư mà tử vong kể từ năm 1991 đã giảm đi 33% thưa quý vị, tương ứng với khoảng 3.8 triệu ca tử vong. Có nghĩa rằng cái tỷ lệ tử vong nó giảm đi nhưng không có nghĩa là ung thư nó tăng lên. Cái ung thư vú và ung thư tuyến tử cung cũng tăng lên nhưng mà cái tử vong giảm đi rất nhiều. Cái lý do là vì cái chế độ ăn uống hút thuốc giảm bớt cũng rất là nhiều và bên cạnh đó cái chế độ mà chữa bệnh cũng rất là uh, cao cấp và có những cái technology hiện tại bây giờ rất là mới để mà chữa ung thư và bên cạnh đó người ta cũng phát hiện rất là sớm chính vì vậy mà tỷ lệ tử vong của ung thư đã giảm đi rất là nhiều trong báo cáo nghiên cứu từ hiệp hội ung thư Hoa Kỳ cũng chỉ ra cái điều việc này cái chỉ số của họ cũng rất là giảm xuống khoảng chừng 33% và cái việc tiêm vaccine HPV có liên quan đến việc giảm tử vong do ung thư Uh, uh, giống như là ung thư vú nè và ung thư tử cung và cái HPV này là nó có thể uh, gây ra nhiễm trùng ở ung thư tổ, tử cung thì khi mà họ chích cái HPV cái vaccine này vô thì nó phòng trừ những cái loại mà ung thư khác và tiêm chủng có liên quan đến việc giảm các trường hợp ung thư cổ tử cung và trong số của phụ nữ ở độ tuổi 20, tỷ lệ ung thư cổ tử cung giảm 65% từ năm 2012 tới ngang 2019. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư của Hoa Kỳ đã giảm đi rất là nhiều và cái tốc độ nó giảm cũng càng càng mỗi năm nó giảm nhiều hơn như vậy nữa thưa quý vị. Và báo cáo mới cho thấy tỷ lệ sống sót tương đối trong vòng 5 năm đối với tất cả các bệnh ung thư cộng lại đã giảm đi rất là nhiều. Và các loại ung thư hiện có tỷ lệ sống sót cao nhất đó là tuyến giáp với 98%, tuyến tiền liệt ở mức 97% và 95% với các loại ung thư khối ác tính khác. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong nó giảm đi nhưng cái tỷ lệ mắc ung thư nó vẫn tăng lên, có nghĩa là tỷ lệ mắc ung thư vú ở phụ nữ đã tăng 0.5% và tỷ lệ mắc ung thư tử cung cũng tăng 1% kể từ năm 2000 với phụ nữ từ 50 tuổi và tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt cũng tăng 3% vào năm 2020, nguy cơ nguy cơ tử vong do ung thư của người da đen cao hơn 12% so với là người da trắng. Và thật không may người ta đã khám phá ra và theo cái nghiên cứu rằng đàn ông da đen có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng 70% so với là da trắng và cái tỷ lệ ung thư mà bị nhiều ở bên da màu, da đen và những người da màu nhiều hơn là bên da trắng thì cái lý do của họ cũng có thể là do hút thuốc rất là nhiều và do cái cách ăn uống và cái chế độ heo thì và tập thể dục nữa thưa quý vị vâng, cảm ơn chị Như Huyền và kết thúc quý vị. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần như vậy. Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi. Happy Tuesday, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1 chín princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Như Hiền và Lê Thái. À, thưa quý vị, Như Hiền và Lê Thái thường hay đưa tới cho quý vị những cái việc khảo cổ như là trứng đại điểu. Trứng đại điểu vừa rồi những nhà khảo cổ của Israel đã khám phá ra được một cái quả trứng đại điểu bằng 7.500 năm. Thưa quý vị, họ đã kiếm ra và nó đó là cái, cái trứng đó luôn nhưng mà nó sống rất là lâu, rất là dài và được vẽ hình ở trên đó rất là nhiều. Thì... Uh, theo một cái ở một thị trấn của nhà khảo cổ học ở Israel 8 quả trứng đà điểu đã được tìm thấy và được đào bới lên, được cho là từ 4.000 cho tới 7.500 năm tuổi và chứng tỏ cái giá trị như là một cái kho báu của những nhà bảo tàng như vậy. Và họ đã phát hiện trong cái cuộc khai quật khảo cổ học trên các cánh đồng nông nghiệp thì khi họ khảo cổ vào những cái khu vực ở đây thì họ đây là những cái nơi mà những người du mục trong cái sời tiền sử họ đã sử dụng để mà cắm trại. Nó cái khu này nó trải khoảng 200 m có nghĩa là 2153 feet vuông thưa quý vị. Đây là những cái trứng đại điệu ở đây họ đã kiếm ra mà 8 cái như vậy. Thì đó là một trong những cái kho báu như là một kho tàng như vậy. Tại địa điểm này họ kêu họ đã khám phá ra những cái đá đã bị cháy và đá lửa sử dụng cụ bằng đá cũng như những cái mảnh gốm được phát hiện và những bộ sưu tập của trấn và những cái trấn này đã được vẽ ở trên đó rất là nhiều và họ đã cho thấy những cái du mục ở đây họ đã sống tại địa điểm này và họ chỉ đi nghe và họ đã đào những cái trấn này và họ đào xuống dưới đá cái trấn này nó được bảo quản lâu dài cho vì cái lớp cát ở xung quanh cái khu vực này nó đã bảo vệ cái lớp trứng này thưa quý vị trứng của họ đã được trang trí công phu và những cái món đồ được đánh giá cao trong cái giới tinh hoa của nền văn minh địa trung hải trong thời kỳ đồ đồng và đồ sắt ngoài việc sử dụng làm vật trang trí trứng đà điểu cũng được sử dụng trong việc đám tang ăn uống cũng là cái nguồn thức ăn cho những người ở đó và trứng đà điểu ở các địa điểm khác trong khảo cổ thì họ cũng kiếm ra được và trong cái thời gian đó thì trứng đà điểu là một trong những cái loại dùng xa xỉ dùng để mà cái nguồn thực phẩm một quả trứng đà điểu có giá trị dinh dưỡng là 25 quả trứng gà bình thường của mình. Và cái điều thú vị là trong khi trứng đà điểu họ tìm thấy trong đó nhưng mà họ không khai quật được tất cái bộ xương nào của con đà điểu hết thì người ta mới cho thấy là trong cái thời cổ đại mọi người tránh đối phó với con đà điểu, họ chỉ lấy trứng về và chôn xuống để ăn hoặc là để mà trang trí làm đồ trang sức mà thôi. Nhắc đến cái thông tin này thì em hỏi chị là chị Như Huyền có bao giờ ăn trứng đà điểu chưa? Chưa, chị chưa bao giờ wow, ăn hết. cái đó là một cái thiệt thòi ha, phải ăn trứng đà điểu. Ừ. Ờ, ở Việt Nam thì bây giờ hiện giờ là trứng đà điểu cũng có bán rồi tại vì người ta nuôi đà điểu cũng khá nhiều. Hoa kỳ chúng ta đó là em không nhớ thật sự là nãy giờ khi mà chị Như Huyền đưa đến thông tin này thưa quý vị thì Lê Thái cũng ráng nhớ được cái tên của cái 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 cái, cái gọi là cái thành phố đó mà Lê Thái cách đây khoảng chừng hồi năm ngoái, ừ. có nghĩa là năm ngoái là tháng tháng 6 tháng 7 gì đó Lê Thái là quay một cái gọi là cái phóng sự của um, của xe Kia thì người đó, thầy Thái đi với lại chị Mai lên trên đó thì nó có ghé qua một cái chỗ ở trên con đường mình đi có một cái gọi làm một cái cửa hàng một cái store nó ngoài nằm phía ngoài mặt đường nó giống như là Ủa. nông trại nông thôn về đó Ủa. thì ở đó nó có bán đủ hết trái cây, mức rồi mấy cái đồ mà người ta trồng ở trong form ra người yeah. ta để ra ngoài người ta bán trong đó là trong cái tủ kiến người ta có bán trứng là điểu nữa thì Quá, chị Mai không? chỉ có nói với em là Thái có ăn trứng là điểu chưa? Em nói ăn ăn rồi nhưng mà rất là bất ngờ khi bên trong Hoa Kỳ của chúng ta đó, lại có cũng có, có bán trứng là điểu và chúng ta có thể mua ở chỗ đó ăn nhưng mà Lê Thái không nhớ nhớ được cái tên à, không có search được thì bây giờ thì có gì để, để tuần sau cái gì em sẽ cho chị cũng như là quý vị khán giả biết cái chỗ đó để mà quý vị nào mà chưa ăn Trứng đầu điểu bao giờ thử. thì chúng ta có thể ăn thử thưa quý vị à, và kính thưa quý vị thông tin tiếp theo Lê Thái gửi đến quý vị cũng là một cái thông tin về khảo cổ À, các nhà khảo cổ người ta đã tìm thấy một cái chai rượu vang từ một cái ngôi mộ cổ ở thời La Mã thưa quý vị trong năm 1867. Và cái phát hiện chất lỏng trong cái chai này có thể là sẽ không bị hư hỏng và người ta nói là có thể là sẽ còn uống được. Và bảo tàng lịch sử Balatini ở Spiegel ở nước Đức đã lưu trữ một cái chai rượu chưa mở tồn tại từ khoảng năm 325 sau Công nguyên và ở Romiche Gwen von der -de Speyer hay còn gọi là rượu Van Speyer thưa quý vị đã được tìm thấy trong một cái ngôi mộ thời La Mã vào năm 1867 cùng với vài chai rượu vỡ khác cùng à, cũng được dùng làm những cái đồ tùy tán. và cái chiếc chai này có thể giữ lại chất lỏng bên trong phần nào nhờ nó được bịt kín lại thưa quý vị và khi mà quý vị thấy trên ảnh thì cái chai rượu này được bịt kín lại đây là cái thành kỳ thành kỳ La Mã này để thấy cho quý vị xem cái chai rượu này và đây là một cái chai nó 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 được bịch kín thành ra nó không thoát cái chất lỏng ra ngoài và tuy nhiên trải qua 1.700 năm thành ra cái chất lỏng bên trong nó cũng có thể đã bị mất hết các đặc điểm của rượu và trở thành một cái hỗn hợp kỳ quặc à, từ nho à, chưa ai xác định được là chắc chắn thứ bên trong là chai gì nhưng mà các chuyên gia người ta chưa mở chai rượu Spiger vì lo lắng là nếu như mà chúng ta mở ra thì cái chất lỏng nó sẽ bị hư hại và không biết là điều gì nó sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta mở ra thì cái không khí nó lọt vào trong chai rượu thì có sẽ sẽ làm đi mất mất đi cái chất của chai rượu và những người này người ta sẽ không có dám mở ra để mà xem coi cái thành phần ở trong nó như thế nào. Và theo Luke TKB là người đứng đầu trong nhóm bảo quản rượu vang ở ASB cho biết thì bất chấp cái niên đại đáng kinh ngạc của chai rượu này thì cái lượng rượu bên trong thưa quý vị nó vẫn cực kỳ ổn định. Một cái lớp dầu olive dày nhằm bảo quản rượu có vẻ đã bị phát có vẻ nó đã phát huy cái tác dụng cái hiệu quả của nó thậm chí là cái lớp này nó còn chiếm nhiều chỗ trong cái chai rượu này hơn là cái diện tích của rượu cái thể tích của rượu chai rượu 1.5 lít này được trang trí bằng các nắm tay à, lấy từ cảm hứng từ các con cá heo và điều thú vị là cái khi mà chúng ta thấy à, những cái cái, cái kết cấu của trong chai rượu này thì à, cái khoa hoàng người ta nói rằng nó vẫn an toàn để uống thì em không biết là về mặt sinh học thì ừ. uh, có thể là nó có được uống hay không tại uống được hay không tại vì qua cái thời gian quá lâu rồi không biết có bị hư hỏng hay không nhưng nó cũng sẽ là đã làm mang lại một cái uh, sự thích thú về cái khẩu vị cho những cái người nào người ta đang muốn nếm thử cái chai rượu này và mokia chrisman là một cái giáo sư về rượu vang ông cho biết rằng là rượu mà để lâu có thể tăng cái chất lượng của nó và vì vậy mà rượu là chất lỏng nó cũng dễ hỏng cho nên cái việc mà À, các loại đường hoặc là axit và tannin là một cái chút thời gian mà chúng ta để ủ bên trong chai có thể giúp làm tăng cái hương thơm và cảm giác ngon miệng hơn chính vì vậy thành ra những cái chai rượu nào nhất là rượu vang mà càng để lâu thì cái giá thành nó càng cao em đã từng chứng kiến có những cái chai rượu mấy chục ngàn đô la và Bác có thái. những cái chai mà bán đấu giá lên mấy trăm ngàn đô la đó là sự thật mà chúng ta thấy trên thế giới yeah. vẫn có tồn tại những chai đó uh -huh. cảm ơn Lê thái thưa quý vị À, thường thường là sắp tới mùa hè mình mà muốn đi cái chuyến du lịch nào của năm nay là thường thường đầu năm tháng 1 tháng 2 là mình bút vé và ông tư quý vị từ vì cái giá vé nó rẻ hơn từ tháng 1 mà qua tháng 6 mà mình bút quá cận đó, thì cái giá vé nó rất là mắc thì bây giờ hôm nay như đưa đến cho quý vị một trong những cái bản tin mà đi qua châu âu mình không muốn đi đến Paris rồi thì dĩ nhiên là quý vị biết rồi nhưng mà cái thành phố nếu quý vị nào không muốn đi đến cái thành phố ồn ào nhộn nhịp bụi bặm và đến gần với thiên nhiên hơn thì đây là một trong những cái nơi mà mình nên đến đó là Hà Lan cái uh, Chir Monico đó là một trong những cái thành phố Hà Lan cái cảnh thiên nhiên nó rất là đẹp và Hà Lan được biết đến với nhiều kênh đào quần đảo Caribe của Hà Lan và các đảo dọc theo bờ biển bắc của cái nước Hà Lan rất là đẹp và khi mà quý vị không muốn ồn ào trốn thoát lên những cái đảo bình yên nhất ở châu Âu thuộc quần đảo của phía Tây của Frisia nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Hà Lan thì quý vị đã đi đến cái thành phố này. Mà cái thành phố này chỉ có 950 người trong đó họ sống trong một cái thị trấn như vậy thôi và những người dân ở đó mới được phép lái xe ô tô còn những người mà du lịch đến đây thì không được phép lái xe họ muốn đi đâu thì họ lấy một cái phà họ đi một cái có một cái phà đưa họ từ cái khúc này thành phố này qua một cái đảo ở phía bên kia chỉ có 45 phút mà thôi và những cái khu này nó rất là đẹp nó có những cái bãi biển cát trắng rộng lớn của hàng đảo rồi cái bãi biển đó quý vị có thể học lướt sóng và chơi lướt sóng ở bên đó và cái đảo thứ hai đó là Iceland thưa quý vị đây là một trong những cái hòn đảo cũng rất là đẹp là quê hương của của cái khứ cái thành phố này gọi là Hemie, là quần đảo ở Westman ngoài khơi bờ biển phía nam của Iceland và trông giống như một cái cuốn truyện như một cái bức tranh mà quý vị đi đến đó như vậy những cái vạch đá xanh ngọc rất là đẹp và năm 1973 có một vụ phun trào núi lửa đại hầm thủy đã bao phủ cái khu vực này đây là cái núi ở đây vì vậy mà cái cho tàn của nó đã bao phủ rất là nhiều về cái dung nham của nó đã tạo ra cái màu xanh vào lúc buổi chiều đi xuống rất là đẹp và thì bây giờ cái cái, cái 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 hòn đảo đó cái núi lửa đó nó không có còn hoạt động nữa thưa quý vị và cái khu vực này chỉ có uh, rất là nhiều người tới tham và những cái phía đại Tây Dương ở trong đó có cá và tháng tư vào mùa hè. Cái khung cảnh nó rất là đẹp và là một cái hòn đảo rất là nhỏ này mà thôi. Thưa quý vị, đây là một trong những nơi mà rất là yên tĩnh và bình an và rất là đẹp ở phía bên châu Âu. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Và kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 Cà Phê Sáng của tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau vàng sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714876100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị và dưới làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với Nguyễn Lê Thái. Kết thưa quý vị, đi du lịch là một trong những cái sở thích mà Lê Thái thiết nghĩ rằng là không phải riêng Lê Thái đâu mà hầu như tất cả mọi người chúng ta ai cũng yêu thích đi du lịch. À, nhất là chị Như Huyền có hay thường đi cruise không? Ồ, đi tàu thì nhưng có thích đi. cruise ờ, nghe rất đẹp, dạ, đi tàu thì... Uh... Chị không biết bơi đúng không? Biết bơi! Biết bơi Nhưng, nhưng mà, mà, mà sợ tại sao lại sợ, sợ sống, đi tàu? Thưa quý vị, emotion sickness ờ oh, em tưởng yeah. chị lên trên nói chị bị like em vậy. tưởng chị sợ đi tàu bởi vì chị lên chị sợ chị say xe, xe chứ không chị bơi 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 dữ lắm chị có nghe em hỏi câu em nói là em sợ em tưởng là chị lên tàu rồi à, mà xe chị xe. sợ chị say xe, xe đó. <laughs> tàu thì say tàu phải không, không? Xe xấu <cười> <cười> đó là một trong những cái gọi là em thấy là rất là nhiều người bị lộn có nghĩa là khi mà mình nói chuyện mình hay có quen cái chữ là say sóng hoặc là say xe nhiều người người ta đi trên xe thì lại nói là hay bị say sóng mà người nhiều người đi trên tàu thì nói lại hay bị say xe, xe. thành ra là mới hay bị ngược lại, yeah, lại như vậy nhưng mà thật sự là nếu như mà chúng ta có thời gian có gọi là có tài chính có điều kiện và có thời gian con gọi làm kinh tế chúng ta ổn định chút xíu hùng hậu Để chút xíu đi. thì chúng ta có thể đi du lịch tất cả các nước hoặc là chúng ta đi du lịch chỗ này chỗ kia những nơi nào có những cái con tàu thật là uh, lớn thật là thú vị mà uh, có thể mà nó đi ra ngoài khơi nó an toàn thì chúng ta nên đi nên, nên 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 dành thời gian để chúng ta đi du lịch ở những yeah. nơi đó, đó, những con tàu đó thưa quý vị. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái con tàu thuyền buồm lớn nhất thế giới và nó sẽ ra khơi vào năm 2026. Và khi mà quý vị xem cái hình ảnh này là wow, chỉ mà chúng ta nó wow thôi một con tàu quá đẹp thưa quý vị. À, một cái nhà phát triển tàu chở khách tên là Orient Express hôm ngày 12 tháng 1 vừa qua đã giới thiệu một cái mẫu thuyền buồm lớn nhất thế giới mang tên là Orient Express Silent Seas gần 40 năm sau khi mà nó ra mắt con tàu hạng sang lần đầu tiên. Đây là một cái kết quả hợp tác với tập đoàn khách sạn là Accor và công ty đóng tàu hàng đầu thế giới là Chantier de The ở Orange Express Silency thưa quý vị. Và cái con tàu này nó sẽ được ra khơi vào năm 2026, chưa biết cái thời điểm tháng mấy nhưng mà là năm 2026. Và theo mô tả từ công ty này thì con tàu dài đến 220 mét với 22.300 buồng máy không gian giám sát à, viết tắt là UMS và 54 phòng cao cấp rộng trung bình là 70 m 2 một phòng tàu cũng có phòng tổng cộng là ở à, một cái phòng gọi là phòng tổng thống thưa quý vị nó rộng đến 1.415 mét vuông với hai bể bơi hay nhà hàng một quán bar ở trong đó. Và theo Lauren Castan, là giám đốc quản lý của Chantier de Antariki, con tàu này nó sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp đóng tàu. Và việc lắp đặt mà ba dàn solid cell ở hệ thống đẩy bằng sức gió rộng là 1.500m2 sẽ góp phần là đáng kể vào cái lực đẩy của tàu và khiến cho con tàu nó đi nhanh hơn. Kết hợp với hệ thống là đẩy lại bằng... chạy bằng khí ga tự nhiên hóa lỏng là LNG À, chiếc tàu Silency này nó nó thân thiện với môi trường và về mặt thiết kế và vận hành đó thì cái dàn solicel này của nó được làm từ vật liệu là composite thưa quý vị, bền và chắc chắn trong khi cái dàn mà EO Tri có bộ khung có thể xoay lập 360 độ. Con tàu này nó lấy cảm hứng từ chuyến đi biển năm 1867 của nhà sáng lập con tàu là Orion Express là George Nagumaker khi ông lên tàu vượt đại Tây Dương từ châu Âu tới Mỹ và chính cái chuyến đi này dẫn tới sự ra đời của con tàu Orange Express vào năm 1883 đáp ứng những cái nhu cầu du lịch hạng sang ở trên đất liền mà chúng ta có thể mà có tiền thì chúng ta tham, wow. tham gia. Mẫu thuyền buồm này sẽ cung cấp những cái dịch vụ và không gian thiết kế chưa từng có và gợi nhắc đến những cái kỷ nguyên mà vàng của những cái tàu du lịch và trung tâm của mẫu tàu siêu hiện đại này là cái sự sáng tạo hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cái ngành hàng hải thông qua cái công nghệ mới để đáp ứng những cái thách thức về tính bền vững dành cho khách hàng. Và, và chủ tịch Kim giám đốc điều hành Cưng ông chia sẻ rằng là nếu như mà chúng ta có điều kiện có khả năng thì chúng ta nên một lần thử chúng ta trải nghiệm trên chiếc tàu này thì sẽ rất là thích bởi vì con tàu này nó vô cùng lớn và vô cùng đẹp, đẹp chỉ ra mắt vào năm 2026 thôi quý vị khi mà Lê Thái nói cái tàu vô cùng lớn vô cùng đẹp hồi xưa thì nghĩ như làm như nghĩ tới Titanic. thế này <laughs> em cũng sợ em cũng nghĩ như vậy đó mà em không yes. dám nói tại vì em sợ cái những cái chuyện mà suối quậy tại vì mình đúng mình rồi. mình nói thì cho vui trong cái show nhưng mà sợ nó xảy ra thì người ta đúng nói rồi, là uh... nói mình là cái miệng mồm thằng này ăn mắm ăn muối nó bậy nó bạ khiến tàu người ta thành ra em không dám nói em đi em... chị nói ra cái là tại câu nói chuyện đó, là... đó nó nổi tiếng quá mà đúng không làm cho dạ, mình liên tưởng tới ngay hầu như quý vị thì cũng có người liên tưởng tới hầu như tới tất cả mọi, chuyện mọi chuyện người đó. khi mà chúng yes. ta liên liên tưởng đến cái con tàu lớn nhất thế giới thì lúc nào chúng ta trong đầu chúng ta cũng là titanic 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 cái bộ phim đó nó quá nổi tiếng mà và cái sự kiện nó cũng quá nổi tiếng thưa quý vị Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, hôm nay như đưa cho quý vị tới một cái câu chuyện rất là cảm động. Một hai chị em này vừa mới đoàn tụ với một người bí ẩn mà họ đã cho hai chị em này 100 đô la mà 100 đô la đó đã biến đổi, biến đổi cái cuộc đời của hai người này và cuối cùng họ đã được đoàn tụ ở New York thưa quý vị. Thì cái câu chuyện như thế này vào ngày 31 tháng vào ngày 12 ngày vào tháng 12 ngày 31 năm 1999 thì Pat là một cái người đàn bà ngồi bên cạnh cái người mà người Giai trắng đó thưa quý vị, ở bên cạnh bên cái cô gái đó 40 tuổi vừa kết thúc trong cái cuộc đi chơi trong Pháp để đi về. Thì Cotino 17 tuổi là người chị là đang đứng ở trong cái hình đó và Zuge 12 tuổi đó là hai chị em lúc đó vừa mới tạm biệt với cha mẹ. Và họ đang đi tới nước Mỹ ở trên một uh, trong một cái chuyến bay và cái nước của họ lúc đó là bị chiến tranh tàn phá và Pat đang trên đường về cùng với gia đình Sugay và Kotino đang đi trong cái tình trạng không biết tương lai mịt mù sẽ như thế nào khi họ bước chân vô Hoa Kỳ và sẽ tìm thấy gì. Và Sugay lúc đó cũng không biết nhiều tiếng Anh nữa thì hai người ở trên máy bay cũng đã nói chuyện với nhau thì dù sao nói được cũng chút xíu cho hai người, cho hai cô gái này và và cái cô đó cũng hiểu được. Thì khi mà hiểu được cái tình cảnh của cái hai cô gái đây là hai chị em thưa quý vị. Và bên cạnh đó là cái cô cái đây là một cái cô mà đã giúp hai chị em này và sau khi nghe câu chuyện của hai chị em ngày hôm đó đã bé đưa khi mà cái máy bay dần xuống thì bé đã đưa một phong bì vào cuối chuyến bay và nói cô mở ra khi mà đi về nhà và cô nhét trong đó khi mà hai chị em về mở ra thì nhét trong thấy một tờ 100 đô la và một đôi bông tai mà cô ta đã đeo đưa cho hai chị em. Và trong cái bức thư đó nói rằng đây là một cái bức thư hai cô chị vẫn còn giữ lại thư cô vậy thư quý vị và tôi rất tiếc vụ vị đánh bom của đất nước bạn đã gây ra và tôi hy vọng kỳ nghỉ của bạn ở bên Mỹ sẽ được an toàn và mang tới hạnh phúc cho bạn và welcome à, chào mừng tới nước Mỹ và vui lòng sử dụng cái điều này để giúp bạn thì trên máy bay như vậy và ký tên là Tracy thì chỉ biết tên chừng vậy thôi và Cotino hiện tại hai chị em, à, người chị hiện tại là 41 tuổi là bác sĩ gây mê của ở Connecticut và họ đã giữ cái phong bì đó không bị nhăn một chút nào và Zhu Gay 35 tuổi sống ở Boston. Đây là một cái hào phóng một của Pat là một cái tình cảm mà họ đã đưa ra. Họ nói rằng 100 đô đó đã thay đổi cái cuộc sống của họ rất là là nhiều. Với câu chuyện này đã tiếp cận hàng triệu độc giả và nhiều người trong số họ đã gửi đến để mà giúp tìm giúp hai chị em này tìm cái cô cái này và cuối cùng khi mà lấy cái bức thư chiếu những cái tên thì họ cái cô gái này tên là Tracy Peck ở Plain ở Minnesota thưa quý vị thì vừa rồi họ đã gặp nhau ở tại CNN trong cái cuộc uh, trò chuyện của cái show gọi là All Star contribute thì ba người đã đã gặp nhau ở đó và đi chơi ở New York rất là vui vẻ và chia sẻ những cái giây phút rất là hạnh phúc ở bên nhau. Thì đây là cái câu chuyện rất là cảm động. Phải không, Lê Đác? Dạ vâng, à cảm ơn chị Như Huyền. Kết à, thúc thưa quý vị ước mơ mà được bay như chim thì là đây là một cái, những cái ước mơ mà hầu như là hồi nhỏ em nghĩ ai cũng nghĩ đó, ai cũng suy nghĩ đến cái vấn đề này tại vì uh, mình thấy những cái con chim con 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 này con kia mà nó có đôi cánh nó bay trên trời ừ, tự nhiên mình, mình ước ổ, tại sao mà thượng đế sinh ra con người không Mày có đôi cánh để mà bay đúng không chị em, em nghĩ là tất cả mọi người ai cũng ước một lần được như vậy và không biết là trong tương lai như thế nào như hiện nay thì tất cả các nhà khoa học một cái nhóm nghiên cứu ở thụy điển thưa quý vị uh, đã phát triển ra một cái cánh robot phủ đầy lông để mà dùng để nghiên cứu cách chim bay và từ đó người ta tạo được cái tròn để mà vỗ cánh. Và cái chim bay á hiệu quả hơn bằng cách là vỗ cánh khi nó bay lên không trung. Và trong số các cái sinh vật biết bay ngày nay thì có chim, con chim nó nó có kích thước lớn nhất và đạt hiệu quả cao nhất trong việc mà bay lượn trên, trên trên không. Và đây là một cái nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà khoa học ở nghiên cứu ở thụy Điển và Thụy Sĩ người ta nghiên cứu về khí động học để mà à, làm cho tạo ra những cái cánh khác nhau để mà có thể cho con người chúng ta có thể bay được và người ta đang tạo ra một cái con robot thưa quý vị và theo tạp chí Tech Floor hôm ngày 13 tháng 1 vừa qua đưa tin thì các nhà khoa học người ta nói rằng là trước đây người ta đã cho những cái con chim nó vỗ cánh theo phương mà nằm ngang nhưng mà nhiều khi thì nó lại bay chậm hơn nhưng bây giờ thì người ta lại nghiên cứu ra là chỉ có chim nó làm như vậy thôi và cái việc này nó làm cho con chim nó tốn năng lượng nhiều hơn vì vậy cho nên các nhà khoa học người ta dễ dàng tạo ra một cái lực khác đủ lớn để mà giữ cơ thể treo ở trên cao và đẩy cơ thể bay đi theo phương dọc và phương ngang và cho này có thể bắt trước được cách này để mở rộng cái phạm vi tốc độ và đây là một cái nghiên cứu mới giải thích lý do đằng sau những cái kiểu vỗ cánh của những con chim và kết quả nghiên cứu này cũng có thể dùng cho các vấn đề khác ví dụ như là để cho người ta tìm hiểu xem về vấn đề biến đổi khí hậu khả năng tiếp cận thức ăn ảnh hưởng như thế nào đến cách di chuyển của chim di cư uh, di cư của chim và những cái phát triển về tròn giao hàng trong tương lai hoặc là có thể tạo ra một cái đôi cánh bằng robot cho con người đeo ở à, sau này chúng ta có thể bay lượn như chim trên bầu trời ví dụ như chị và lê thái mỗi người một cái đôi cánh như thế này chúng ta gắn gắn vào phía sau lưng của chúng ta đó rồi chúng ta bay 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 cái lượn 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 trên trời hay bay làm hay ha dạ uh -huh. yeah. với điều kiện là người ta đừng tưởng chim gì người ta bắn cái chết chết <laughs> <laughs> tường người ta bắn cái bắn chim người ta đâu có bắn người ta đâu lượn ngay cánh ta bắn đâu lượn ngay tim người ta bắn cơ mà thành ra đó là đó. thôi an toàn nhất là chúng ta hồi đi bộ và đi, đi xe, xe hơi, hơi là đi tốt là tốt nhất đúng không <laughs> thật sự là khi chúng ta có cánh thì nó ok nó cũng đẹp đó nhưng mà bay bay vui vui ở trong công viên này nọ cho vui thôi chứ để mà bay bay lượn đi làm nghe nó cũng kỳ luôn. đúng <laughs> với khí hậu mùa đông nó cũng mạnh mệt, mệt, mệt lạnh lắm hơi Bay trọng của một mỏi cánh nữa thưa quý vị <laughs> hết pin giữa chừng <laughs> hết pin giữa chừng thì tự nhiên đụng cánh rồi mọi người chào mừng và vâng vâng. kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài chương trình này được bảo trợ bởi Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Hiền và Lê Thái thưa quý vị tiktok những cái trang mạng xã hội facebook tiktok instagram và những cái đó có hại mà cũng có lợi phẩm thưa quý vị thì hầu như là những nhà nghiên cứu về tâm lý thì họ lo lắng cho những trẻ em bây giờ có hại là rất là nhiều như là TikTok hơn cả tỷ người trên toàn thế giới của chúng ta sử dụng TikTok và theo nghiên cứu cứ trung bình một người dành khoảng chừng một tiếng rưỡi mỗi ngày ở trên TikTok thì quý vị thấy nó quá lãng phí thời gian không? Một cái uh, một anh chàng viết ở trên một cái tờ báo anh ta nói rằng là anh ta thức từ sáng cho tới thâu thế đêm thuốc suốt sáng luôn mà không phải là học không phải là đi ăn chơi hoặc là party hay là gì đó mà ở trên TikTok cho tới khi mặt trời mọc luôn và cái khi mà anh ta nhận ra rằng là anh ta lãng phí cái thời gian của mình lúc mà Giang Kỳ tên của anh ta là Giang Kỳ thưa quý vị 23 tuổi anh ta nói rằng là mất ngủ nè rồi điểm số cũng bị ảnh hưởng nè rồi anh ta mất liên lạc với bạn bè là không liên lạc với gia đình mà suốt ngày ở trên tiktok thôi mà mê mẩn ở trên đó luôn một ngày nào đó anh ta nhận ra anh ta bỏ luôn không có vì cái nó có nhiều cái tác động tiêu cực ở đó thì các chuyên gia họ lo lắng TikTok sẽ làm tăng thêm cái cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên của Hoa Kỳ. Và cái điều đó xảy ra rất là đúng và theo cái nghiên cứu từ năm 2004 tới 2019 thì cái tỷ lệ trầm cảm ở tuổi vị thành niên đã tăng gấp đôi. Theo cơ quan quản lý về dịch vụ sức khỏe tâm thần thì đối với những cô gái tuổi tin điều đó còn tồi tệ hơn nữa đến năm 2019, cứ 4 bé gái ở Mỹ thì có một bé bị trầm cảm rất là nhiều. Và phần lớn các thanh niên nói rằng mạng xã hội họ có thể là kết nối sáng tạo, rồi trong đó họ có thể học được và 8 trong số 10 thanh niên từ 13 tới 17 tuổi nói rằng mạng xã hội khiến cho họ cảm thấy là được kết nối nhiều hơn, biết cuộc sống ở bên ngoài nhiều hơn, bạn bè nhiều hơn. 71% nói rằng mạng xã hội là nơi họ có thể sáng tạo ra. Nhưng theo nghiên cứu của uh, những nhà nghiên cứu về sức khỏe tâm lý thì rất nhiều trẻ em hiện tại đang bị bệnh trầm cảm. Và một số người thuộc Gen Z... À, có thể hiện là họ nuôi dưỡng họ lên trên tiktok của những hầm bốn trên hầm bốn luôn thưa quý vị và những tháng gần đây tiktok đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng của các nhà lập pháp và tiểu bang về mối quan hệ của họ với trung quốc và tổng trưởng của indiana đã đệ đơn hai cái vụ kiện chống lại tiktok vào tháng trước cáo buộc rằng cái nền tảng này thu hút trẻ em quá nhiều từ 13 cho tới 17 tuổi và một nghiên cứu của nhóm phi lợi nhuận tuyên bố TikTok có thể hiện nội dung tiềm ẩn có gây cho những cái đứa trẻ bị bệnh tự tử, rối loạn ăn uống của thanh thiếu niên. Vì vậy mà có rất là nhiều kiện tích TikTok. Bây giờ quý vị cũng thấy là đi tới đâu ở trên uh, Facebook, ở trên Instagram cũng có ad TikTok vô và những trẻ em trên đó bao nhiêu cứ bỏ cái app lên là mình lướt 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 là bao nhiêu ngồi nhiều lúc cả ngày luôn quay lại là đã mất năm từ 6 tiếng, 6 tiếng rồi thưa quý vị. Nhưng mà cái đó cũng rất, rất là có hại cho trẻ em bây giờ. Dạ vâng, em thấy là nhiều người người ta vẫn rất là đam mê TikTok cho đến thời điểm này. Ừ. Mà chúng ta biết rằng là đây là một trong những cái mạng xã hội từ Trung Quốc, từ Trung Cộng nó du nhập vào Hoa yeah. kỳ chúng ta chỉ chỉ khoảng 2 năm đổ lại đây thôi. Nhưng mà em thấy là nó 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 khủng có khiếp, hại. có nghĩa là nó nhiều người ta chơi lắm. Yeah. Dân Mỹ chơi rất là nhiều. Ừ. Mà thật sự là nó có rất là nhiều cái gọi là sao tâm. Nhiều cái, cái phương cách sử dụng ở trong đó Cái app này nó vô cùng có nhiều cái tính năng Đúng chính xác, yeah. <laughs> những cái tính năng lâu quên tiếng Việt Có những cái tính năng vô cùng hay Và vô cùng nó hợp với giới trẻ lắm thưa quý vị yeah. Nhưng mà nói về mà để mà chúng ta truy cập vào nó Và chúng ta sign up vào nó đó Thì chúng ta phải mất nhiều cái thông tin cá nhân Information của chúng ta vào trong đó uh -huh. Thì uh, đây là một trong những cái vấn đề Mà uh, chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Bộ Nội vụ Hoa Kỳ Cũng đã warning Bộ An ninh về an ninh mạng của Hoa Kỳ cũng đã quan nên rất là nhiều về cái tình trạng mà tiktok nó đang tràn lan ở Hoa Kỳ chúng ta thật ra là đây là em không biết là nếu mà chơi mà chơi có mức độ thì chúng ta không nói nhưng mà để mà cho nó có thể là nó nó mất nó ăn mất ngủ mất ăn mất ngủ hoặc là chúng ta <laughs> đi kì. đâu đó là chúng ta cũng chơi tiktok thì nó cũng hơi 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 bị kỳ yeah. à, em em vào trong phòng tập gym thì à, à, lúc mà mình ngồi trong phòng steam ở phòng phòng sông hơi đó <laughs> nhìn ra ngoài cái cửa kính thì thấy hai đứa hai đứa Mỹ thanh niên cũng là teenager rồi hai đứa mà tập đồ muscle rất là đẹp ha xong rồi để cái điện thoại ngay chỗ cái kẹm người ta để để đồ để nước đó, thưa quý vị và hai đứa nó, nó, nó diễn giống như là một cái diễn viên chuyên nghiệp vậy đó quay quay video và là chơi tiktok rất là dễ thương thì thấy những cái cảnh đó thì em thấy là ô giới trẻ bây giờ rất là phong phú rất là nhiều cái idea để mà chơi thành ra là khi chúng ta đôi lúc chúng ta cắm một phần nhưng mà cái sở thích nó vẫn là một cái sở thích của giới trẻ không biết là có thể là khai trừ ra được hay không thì em không biết nhưng hiện Thó. nay thì nó đang là một trong những cái mạng xã hội rất là hot hiện nay mà người ta cũng có make money trên đó nữa uh Dạ -huh. vâng cảm ơn chị Hiền ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị có thông tin cuối trong ngày hôm nay thưa quý vị à, khi mà chúng ta gặp một cái đối phương nào đó hay là thích một người nào đó à, gặp một cái cô gái nào đó hay gặp một cái chàng trai nào đó à, có được cái số điện thoại rồi thì mình, mình phải, phải làm gì à. tiếp theo Gọi. Của gọi đúng không nha chị như huyền quá hay có thể rất là giỏi ha có gì? vừa nói xong là giỏi à, có đôi lúc có những người khi người ta tiếp cận đối phương được rồi nhưng mà người ta lại rất là ngơ ngáo có nghĩa là không biết được à là chúng ta phải làm gì sau đó để mà chúng ta thu hút được cái, cái 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 gọi là cái tình cảm của cái trái tim của người mà chúng ta thích có thể là tiến tới sâu hơn về vấn đề mà tình cảm yêu đương hôn nhân này nọ và cái vấn đề mà chúng ta để mà kết nối được với những cái người mà chúng ta thích đó nó đôi lúc đối với những cái người vô cùng dễ dàng nhưng đôi lúc với đối với những người khác thì lại vô cùng khó khăn yeah. cái nhan sắc không không có định đoạt được gì nha quý vị cái cái não cái tâm lý và cái cách mà chúng ta thể hiện nó là quan trọng nhất ngày hôm nay lưu thế đưa đến quý vị một cái thông tin ở hoa kỳ chúng ta có rất là nhiều người thưa quý vị đang chi tiền tiền gọi là tiền triệu tiền tỷ để mà học cái cách là sao học cái cách tán tỉnh và các thưa quý vị nhiều người chia đến 1.300 Mỹ kim cho đến 5.000 Mỹ kim có một khóa học đến 700, 7 500 Mỹ kim chỉ cho một cái khóa dạy nhắn tin cách tán tỉnh người mà mình thích để mà phát triển quan hệ mà thôi và cô Wonderlin bắt đầu cung cấp các khóa học dạy cách xây dựng các mối quan hệ lãng mạn từ cái mùa thu năm 2021 vừa qua nhưng đến tháng 9 năm 2022 thì cái lớp này nó mới mở ra phục vụ riêng về vấn đề tin nhắn Cô nói rằng là một số thắc mắc khách hàng thường gặp phải và cần giải quyết như là người ta hỏi cô là làm thế nào để mà chúng ta thả thính mà không bị quá lố. Thả thính là giống như chúng ta mà gọi là cá mà thả thính để cho nó thơm cá nó bù lại đó đó rồi lời mở đầu lời mở đầu của chúng ta đối với cái đối đối tượng của chúng ta như thế nào để cho mà thú vị trên cái ứng dụng dụng hẹn hò để mà chúng ta thu hút người ta hoặc là nếu đối phương người ta không trả lời tin nhắn của chúng ta thì sao rồi nữ chuyên gia này nằm trong số là những cái huấn luyện viên hẹn hò đang hướng dẫn các khách hàng các cái kỹ năng giao tiếp để mà phát triển những cái mối quan hệ trên mạng ra đời thực sự sau đó thì giúp cho họ có thể những các bước tiếp tục và với gần 18.000 người theo dõi trên trang cá nhân thưa quý vị thì anh là Blaine Anderson, 33 tuổi, là huấn luyện viên hẹn hò ở Austin, bang Texas, cũng mở một cái lớp học có tên là Testing Operating System dành riêng cho nam giới hồi tháng 8 năm ngoái và mục đích của khóa học này cũng là loại bỏ nỗi căng thẳng và lo âu của đàn ông khi mà giao tiếp với những người phụ nữ hoặc là những người chúng ta thích qua tin nhắn. Và mỗi buổi học của Anderson kéo dài 2 tiếng đồng hồ, giá là 149 Mỹ kim một khóa a một ngày. một ngày và wow. giáo trình được chia làm 7 phần bao gồm các tình huống hẹn hò phổ biến và buổi học tập trung vào diễn biến tâm lý đằng sau các tình nhắn khác nhau và cung cấp các đoạn để mà người ta có thể áp dụng trong cái khóa học này. Một người nữa là Damona Hoffman là một cái huấn luyện viên hẹn hò ở LA thưa quý vị, bang California và cũng ở New York Mỹ, đồng thời là người dẫn chương trình là Postcard Date and Mate nói nhiều người là gặp rắc rối và khó khăn ở cái giai đoạn nhắn tin và điều này khiến cho cái cô này xây dựng một cái khóa học người ta gọi là the, the dating accelerator course với chi phí là gần 1.300 mỹ kim một người wow. và đây là cái khóa học kết hợp giữa các uh, tiết huấn luyện trực tiếp dành cho những cái người mà người ta đang uh, xem cái uh, cái khóa huấn luyện này và qua bài giảng video nhằm cho mọi người giải quyết được những cái khó khăn trong cuộc sống và khóa học này cũng dành cho những người tham gia ngăn chặn uh, một cái người nào ngăn chặn một cái cách nào đó khi mà chúng ta nhắn nhắn tin cục ngủ hoặc là chúng ta không trả lời ngay, ngay lập tức hoặc là dành đối đáp với những người mà chúng ta có thể là chúng ta thương mà người ta lại không có thể nhiệt tình với chúng ta đây là một trong những cái khóa học rất là hay mà có thể là quý vị có thể tham gia nhưng riêng thiết nghĩ là lê thái và như hiền chắc không cần học à, quý cũng vị đang nào tính nói lê thái vừa nói chị tính nói với, với lê thái là chắc lê thái cái đó lê thái không cần học đâu à, thực sự là à, cái, cái kỹ năng giao tiếp thì mình không nói nhưng mà đối với vấn đề mà chúng ta nắm bắt tâm lý là một vấn đề rất quan trọng thưa quý vị à, để mà chúng ta biết tâm lý đối phương không chỉ nữ không chỉ nam mà chúng ta bất kỳ một cái giới tính nào bất kỳ người nào khi mà chúng ta test thôi thì chúng ta đã nắm bắt được một phần nào đó tâm lý của người ta trong cái cách suy nghĩ người ta như thế nào mà người ta test đó trong cái câu tất nhiên là cái tin nhắn nó không nói lên được nhiều vấn đề uh -huh. nhưng mà đối với chúng ta khi mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp hoặc chẳng hạn thì rõ ràng là vấn đề mà nắm bắt tâm lý nó vô cùng quan trọng đúng không chị Như? Quan trọng cái đó phải qua một cái lớp luôn á psychology ấy. đi học yes. đó là quý vị đi học người ta trong đại học á họ yeah. cũng có một cái lớp đó nhưng mà, đó. mà theo em thì cái kỹ năng của em dành cho tất cả các quý đàn ông quý ông quý cắm mày râu là chúng ta là như thế nào cái câu mà Gia Lê Thái vẫn vẫn nói có nghĩa là theo tình tình chạy chạy tình chạy tình tình, theo, tình theo. Ha, theo tình tình phớt phớt tình tình theo là cũng là một có nghĩa là khi mà chúng ta mà quá nhiệt tình đi thì cái người phụ nữ người ta trở nên người ta quá chảnh thì người ta lại còn trở nên người ta cái cảm giác giá trị người ta cao lên thì người ta lại có nghĩa là ơ thờ có nghĩa là mình 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 bị giảm đi một phần nào giá trị đối là đó đối với cách những người đàn ông như ừ. Lê Thái thôi còn đối với những quý vị nào khi mà chúng ta yêu thương chúng ta hết lòng thì anh Lê Thái nói đúng không ừ. còn đối với em thì ở à, chúng ta tiến tới chút xíu nhưng mà chúng ta phải nhả đi chút xíu đúng không chị phải khô cool lên phải khô cool lên chút cool xíu phải ờ ừ, nhưng mà mình phải tới gì phải ga lăng nhưng mà chúng ta Ý phải làm đừng sao cho người ta thèm quá. Thêm mình Yes, Phải làm sao người ta thèm người ta ham muốn mình, người ta muốn muốn nhắn tin. Ủa sao anh Thái vẫn chưa nhắn tin cho em? Vậy mới hay đúng không chị? Lê Thái này Lê Thái đang dạy hóa tâm lý sao? <laughs> Chứ để mà kiểu lúc nào cũng chạy chạy theo mà để cho người ta bỏ chạy biết là đâu có được đâu. Rồi thất bại ngay. À, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay một lần nữa thì Lê Thái như Huyền cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ và Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1 -8 -319 princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District chúc mừng năm mới xuân quý mão 2023 một lần nữa thì như Hiền và Lê Thái xin gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày hôm nay ngày chủ nhật mùng 1 Tết năm 2023 uh, trên hệ thống của đài, đài truyền đài truyền Lido Sài Gòn TV băng Tần. 56.10 trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đặc biệt một cái ngày vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người ở đồng của chúng ta đó là ngày mùng 1 Tết và Lê Thái Như Huyền à, gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nhân ngày mùng 1 Tết cũng như là em gửi lời chào đặc biệt đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái và chúc Lê Thái và quý vị có một năm mới an vui và bình an và an khang thịnh vượng. Thưa dạ vâng. Quý vị. À, riêng Lê Thái thì kính chú à, quý vị à, năm mới thì phát tài phát lộc mọi sự chúng ta làm đều được hanh thông à, và tiền vô như nước quý vị nào mà chúng ta đang làm ăn kinh doanh là chúng ta cũng à, năm nay được thành công mỹ mãn và quý vị nào chúng ta chưa có ý trung nhân chưa có một cái người yêu chưa có một cái người vợ người chồng bên cạnh thì sang năm quý mão này chúng ta sẽ tìm được những người yêu những cái người vợ người chồng của chúng ta bên cạnh để chúng ta có thể mà an ủi cho chúng ta vào mỗi đêm tối này nọ để à, chúng ta đỡ bị cô đơn đúng không chị Như Huyền Lê chúc hay quá từ quý vị. Chúc hay à, chúc hay chúc cái gì là cái nhấn mạnh cái điều đó nhất đêm tối mới gì? được rồi. chứ mà ngày cũng chịu à quên tôi nghĩ lại sao thấy vì mới... cái đầu óc mình đen tối quá nhớ Tại sau... một tết khi Lê Thái bùng một, một tết. tết mà mình nói chuyện nhỉ kỳ quá à, nhưng mà một lần nữa thì à, quý vị cũng biết là trong chương trình cà phê sáng cuối tuần thì à, Lê Thái và Như Huyền vẫn luôn lúc nào cũng muốn gửi đến quý vị những cái thông tin về à, rất là ý nghĩa chung quanh chúng ta ngay cả những cái thông tin vui không thông thông tin lạ thì Như Huyền và Lê Thái vẫn muốn gửi đến quý vị đặc biệt là ngày hôm nay là ngày đầu năm mà thì chúng à. ta cũng phải vui vẻ lên vui vẻ để cho cả năm điều vui vẻ vui vẻ cho quý vị cùng vui vẻ và cũng một lần phần nào đó thì ngày hôm nay thì đặc biệt là chị như huyền mặc một cái áo rất là đẹp chói lọi ngày đầu năm luôn một và cái màu đỏ thái mặc một cái áo dài rất là truyền thống của việt nam thưa quý vị và khổ cái... lắm luôn á hồi hôm nay thực sự là hôm nay mặc bí luôn em nói luôn ờ kêu chỉ mặc áo dài chứ không chịu mặc thưa quý vị chỉ nói là tối hôm qua chỉ là làm giao thừa chỉ làm chương trình là chỉ mặc rồi sáng nay chịu mặc nữa thành ra là có mình lê thái mình ơi mặc áo dài thôi đáng lẽ là làm... hai chị em phải mặc lạnh lắm thưa quý vị sáng sáng sớm mà tự nhiên bắt nhiên mặc áo dài ngày hôm qua rồi mặc áo dài rồi nhiều quá rồi rồi sáng sớm này mà đi từ 4 giờ rưỡi sáng 5 giờ sáng là phải đây rồi thưa quý vị trời rất là lạnh mà mặc áo dài thì quý vị biết rồi đó nói cho chị biết á năm ngoái ở làm chương trình của đài thưa quý vị trong cái nêu chiều á, thì Lê thái làm chúng ngay ngày thứ hai thứ ba thứ tư ngay ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết á, là bảo cứ quý vị năm ngoái không biết có để ý không là ngay cả bốn mùng ba bốn mùng đó Lê thái là ngày nào cũng mặc áo dài hết mà thay đổi liên tục luôn không có trùng một cái bộ nào hết trơn á đó không thưa quý vị áo thật nhà của lê ấy. thái rất là nhiều uh, lê thái nói cho quý vị là lê thái lê thái may ở đây hay lê thái may ở việt nam uh, thật sự là có có một hai cái lê thái mua bên đây thôi còn lại tất cả là lê thái nhờ một cái um, gọi là hai cái người thiết kế thời trang cũng nổi tiếng ở việt nam uh, đây là những cái bộ đồ của nhà thiết kế uh, nó tên luôn là vai võ là một trong những cái nhà thiết kế áo nhà cũng rất là đẹp cộng wow. với lại uh, uh, tự nhiên quên tên mất tiêu ở một cái nhà thiết kế mà thiết kế cho Lê Thái cái áo đỏ hôm qua với lại một cái áo đỏ Lê Thái chuẩn bị làm trong chương trình mà thi Hoa hậu sinh viên liên trường vào ngày 28 sắp tới. Wow. Thì đây là những cái áo dài đều là thiết kế cả mua cũng khá khá giá cả cũng khá đắt đỏ, gửi qua đây với cái đường hàng không cũng khá đắt wow. đỏ. Nhưng đây là những cái gì Lê Thái muốn tại vì mình thích mà, mình thích thì mình làm thôi. Dạ, Lê Thái đó đẹp là được phải không? Lê đẹp Thái đẹp là được đọc là được tiền tôi kể cỡ nào cũng được á cũng phải miễn sao lê Thái mặc lên đẹp tôi mà đọc rất là được là đẹp thôi. mà nó được có đọc ác là được rồi đọc địa đồ <laughs> đọc đồ áo lạ này nó là được rồi thưa quý vị tức là một mình lê thái có thôi ý là vậy giờ <laughs> dạ vâng ngày hôm nay thì uh, rất là vui bởi vì được gặp gỡ quý vị ngay ngày đầu năm mới mà uh, trong chương trình cà phê sáng thì uh, một lần nữa thì lê thái cảm ơn quý vị vẫn sáng mùng một tết thay vì đi chúc tết mà vẫn ngồi đây nghe lê thái và như hiện tám với nhau uh, uh. và sau thì sau cái show thì chúng ta vẫn có thể đi Đi được mà, đúng rồi có đi một chút tết thôi và Chuyện... như Huyền với Lê Thái nhân mùng 1 ngày hôm nay thì Như Huyền với Lê Thái cũng cảm ơn tất cả những quý vị đã xem chương trình cà phê sáng thứ bảy và chủ nhật uh, của Như Huyền và Lê Thái và những cái comment của quý vị là Như Huyền và Lê Thái đọc hết và có những quý vị rất là tội ngồi chờ để mà đọc và uh, <laughs> để mà xem news của Như Huyền và Lê Thái Như Huyền và Lê Thừ Thái cảm đúng. ơn rất là nhiều đó là một trong những cái lì đúng. xì Dạ. vô giá nhất mà Nhi Huyền và Lê Thái đã có. Từ dạ vâng và thông qua chương trình thì Lê Thái và Nhi Huyền cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều trong suốt một năm vừa qua cũng đã yêu mến chúng tôi và năm nay chúng ta bắt đầu một ngày đầu năm mới rất là nhiều cái sự mà vui vẻ hạnh phúc và hạnh thông thì cũng hy vọng rằng quý vị vẫn tiếp tục yêu Nhi Huyền và Lê Thái trong những cái show trong năm nay năm sau năm sau nữa nha quý vị. À, thông tin đầu tiên, nãy giờ là mất hết nửa nửa show rồi đúng không? Nhưng mà. Mau lên để về lấy tiền Thái... lì chứ. Yes, nhưng mà tại vì cái ý đồ của Lê Thái và Như Hiền ngày hôm nay thì là muốn là dành gần nửa show này để mà nói chuyện về chúc Tết quý vị có nghĩa là chúng tôi muốn đem đến một cái cảm giác đầu năm yeah. thật là vui vẻ đến cho quý vị nhân ngày đầu năm mới. Thành ra có thể chúng ta bớt đi một tin cũng không nhầm nhò gì không nhưng mà cái sự mà vui thôi. vẻ trong năm mới nó vẫn quan trọng hơn là chúng ta đưa những cái thông tin uh, mà nó nó gây nó gây của cái sự mà và là sao chiếm thời gian nhiều quá mà quý vị lại cần được có sự vui vẻ trong ngày đầu năm mới. Đúng rồi và bên cạnh đó Như Hiền với Lê Thái cũng nói cho quý vị uh, như nhớ là mỗi lần mà tết là ai đạp đất đầu tiên cái người mà đem may mắn đầu tiên còn có người mà có cái tính mà không vui không vẻ mà đạp đất á, thì lại là xui hết cả năm đó là cái một trong những cái mà nhi biết ở bên cái truyền thống một số nhà à đông, ở bên không? việt nam của mình á à đông đúng. thì quý vị nào có người đạp đất đầu tiên cái gì khó cho nhi và lê thái sẵn đấy. số này còn lê em. thái nó, sẵn lê thái nó luôn lê thái là một trong những cái người mà gọi là được chứ phải gọi Mỹ luôn, tại vì nhiều quá thành ra đôi lúc mình nói chưa bị mà được người ta kêu đi sông đất mà đến lộ ra khỏi đó ở Việt Nam hay làm qua bên đây cũng vậy nữa đến nỗi mà mình không thể nào mình chia được cái thời gian để mình đi xong đất luôn với lại đi kêu mở hàng thú vị từ cắt tóc này nọ luôn mở hàng rồi mình nhiều khi mấy anh mấy chị này nó kêu mình mở hàng hay là kêu mình đến mình xong đất wow. thì mình phải lì xì mà lì xì không lẽ giờ mình kêu người ta đưa lại đúng không mình lì xì người ta thì mình lì xì cho đầu năm cho hết để mà người ta xong đất nhà người ta thì mình phải lì xì cho hậu hĩnh mà lì xì rồi người ta hậu lì xì lại không bằng cái số tiền mình phải tức dễ sợ tức luôn nhưng mà phải chịu thôi đó là một cái may mắn mà cái may mình may thôi dạ, mình. quý vị. chị à. mà em nói vậy chứ bây giờ là lê thái chút hồi tới nhà chị để mà đất phong. Oh. em sống đất nhà chị dạ vâng uh -huh. em em tuổi em cũng sống đất nhà chị cũng xong cũng giữ giữ dặn lắm nhé wow. <laughs> và kính thưa quý vị đầu năm thì vẫn phải gửi tin đến quý vị cái thông tin đầu tiên thì là thái gửi đến quý vị là một cái thông tin về hôn nhân gia đình thưa quý vị à, khi mà chúng ta có con hay là chúng ta không có con may mắn thì chúng ta có được có những cái con mà đối những đứa con mà nó ngoan ngoãn nó nó sinh ra nó khỏe mạnh thì đó là một cái hôn nhân chúng ta rất là đậm ấm và hạnh phúc ừ. và đôi lúc của chúng ta cũng enjoy với những cái đứa con của chúng ta nhưng đôi lúc có những người người ta không có con á, thì nó lại là một cái gọi là cái nó sự cái sự boring chán và cô đơn đôi lúc người người ta cũng cảm giác tuổi thân về bởi vì người ta không có con ừ. ngày hôm nay lê thái nó đưa đến quý vị thông tin về là khi mà chúng ta có con á, thì cái hôn nhân cứ, cứ, cứ À, cái hôn nhân của chúng ta nó sẽ thay đổi như thế nào và nó sẽ như thế nào thưa quý vị. Và theo nghiên cứu nổi tiếng từ năm 1957 của giáo sư xã hội học là E E Lemaster ở trường đại học Wisconsin, Madison đã phát hiện thì 83% cặp vợ chồng cho rằng con cái tạo nên một cái cuộc khủng hoảng trong hôn nhân. Và dù nhiều cái thập kỷ sau các nghiên cứu khác cũng đưa ra cái kết luận tương đối giống nhau, vấn đề con cái nó giúp ích làm thay đổi hoặc là làm tổn thương hôn nhân vẫn đang gây tranh cãi thưa quý vị và nhà nghiên cứu tên là Judith Black của trường Đại học California ở LA đã cho biết rằng là những người phụ nữ Mỹ dự kiến là không sinh con tăng từ là 0.04% năm 1967 vào năm cho đến lên là tăng lên 4% vào năm 1976. Và theo một nghiên cứu được công bố gần đây hơn vào năm 2009 thì những người đã kết hôn và có con người ta có thực sự hạnh phúc hơn những người chưa chưa kết hôn và đang nuôi dạy con cái hay không và chỉ số hạnh phúc của họ tăng lên khi có thêm một đứa trẻ. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta xét về việc mà con cái nó ảnh hưởng đến hôn nhân á, như thế nào thì các nghiên cứu người ta cũng cho thấy rằng là cái mặt tiêu cực nhiều hơn là những cái mặt tích cực. Khi mà chúng ta làm cha mẹ thì mọi người người ta cũng ít lãng mạn hơn dù quan niệm truyền thống cho rằng là không có con khiến cho cuộc sống của mọi người mỗi gia đình đó nó cô đơn vô nghĩa và không thỏa mãn được những cái gì mà chúng ta muốn nhưng hầu hết thì các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là những người không có con người ta lại hạnh phúc hơn những người đang có con wow. à, và khoảng 90% cặp vợ chồng cho biết rằng là họ cảm thấy ít hạnh phúc hơn trong mối quan hệ của mình sau khi có con và 60% cho biết rằng họ ít tự tin hơn rằng có thể giải quyết được các các vấn đề của bản thân mình cũng như đa gia đình và nhiều người cũng cho biết rằng là mức độ cống hiến cho các mối quan hệ lâu dài của họ lại thấp hơn. Các cặp vợ chồng người ta trải qua nhiều điều giao tiếp tiêu cực hơn và nhiều vấn đề hơn trong mối quan hệ sau khi người ta có con. Và sự căng thẳng trong mối quan hệ có thể tăng lên cùng với quá trình tập làm cha mẹ của những người mới có con hoặc là có con có có đứa con thứ hai, thứ ba, thứ tư nhiều hơn. Và theo ông Truman, con số không hài lòng trong hôn nhân lãng đang tăng cao hơn vì đơn giản là cái việc nuôi dạy con cái rất là căng thẳng. Nhưng nếu như mà chúng ta nghĩ nó giống như là một mục tiêu trong cuộc sống thì nó sẽ không quá làm chúng ta bị áp lực. Và một số cha mẹ khi mà chúng ta đã có con rồi là chúng ta lại đặt kỳ vọng nhiều về con của chúng ta hơn. Khi mà chúng ta đặt nhiều cái kỳ vọng muốn cho chúng ta con chúng ta đạt được cái này đạt được cái kia không bị thiệt thòi so với chúng bạn thì lại là gây lên một cái áp lực về kinh tế, về cái suy nghĩ về tinh thần cho cả hai vợ chồng mà gây nên những cái tranh cãi trong gia đình. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy rằng có nó có hai mặt tiêu cực và tích cực lúc lúc mà chúng ta có con hoặc là không có con. Nhưng đây là một cái um, cái bản tin mà thấy thấy thiết nghĩ rằng là chúng ta nên xem xem xét và giữa hai khí cảnh này để mà chúng ta dung hòa nó lại thì sao mà cho nó nó tốt hơn. Những người không có con thì người ta lại cô đơn nhưng mà những người có con người ta lại bận rộn, người ta bực bội. Nhưng mà khi mà chúng ta cho cái việc con cái là một mục tiêu để chúng ta xây dựng cuộc sống gia đình thì đó là một cái vấn đề, một cái mối quan tâm uh, vô cùng tốt mà chúng ta nên uh, để ý trong cuộc sống để mà cho cuộc cuộc sống chúng ta nó bình thản hơn, nó im lặng hơn, enjoy hơn với cuộc sống mà có con hoặc là không có con. mà sau cái bản tin này là không có con nữa đa số hầu như là không có con <laughs> <laughs> chốt tranh với lại thái thưa, thưa quý vị Nhưng mà và thì cho những người mà vậy. không có con cũng chưa phải là họ cô đơn thưa quý vị họ có thể dành cái thời gian nhiều hơn cho những cái đam mê của họ cho những cái cuộc sống của họ tại có những cái mà lúc trẻ mình không làm được thì bây giờ mình không có phải bận rộn chăm sóc con Chính mình xác. thì mình sẽ dedicate tức là cống hiến cái cuộc đời của mình cho những làm những điều mà mình yêu thích dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền rất là nhiều và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần, à, Như Huyền và Lê Thái xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái thưa quý vị có tất cả có rất là nhiều loại à, những cái viện bảo tàng thì quý vị có bao giờ nghe cái viện bảo tàng và Lê Thái nữa viện bảo tàng Museum of Sex mà Nhi muốn nói tiếng Anh thôi không có muốn dịch ra tiếng Việt Tự vì nó dịch ra tiếng Việt đó, tự nhiên à... Đó, hơi bình bị, thường thôi uh, em thấy cũng bình yeah, thường mà không sao hết đó là cái viện bảo tàng mình dịch dục ra cũng là, được. Tình, <cười> là <cười> tình dục đó thưa quý vị đó nhưng mà thì như sẽ nói là viện bảo tàng thôi nhưng mà nói là cái viện bảo tàng museum of sex nhưng mà ở trong đó nó rất là nghệ thuật chứ không cái gì mà ghê gớm hết thưa quý vị mình nếu mà mình nghĩ nó ghê gớm thì nó ghê gớm nhưng mà đây là cái viện bảo tàng nó rất là nghệ thuật ở trong đó thì nó đã trở thành một cái điểm tham quan được đánh giá cao nhất ở Trip Advisor từ năm 2022 ở tại New York nó đã mở cửa và ở Manhattan nếu quý vị đi đó thì sẽ thấy cái museum này và bây giờ cái viện bảo tàng này đang đi đến Miami ở Florida họ sẽ được mở ra thì trong đó nó có rất là nhiều những cái cái hình ảnh ở trong này quý vị cũng thấy là nó không có cái gì là ghê gớm hết nó là những cái máy những cái dụng cụ hoặc là những cái bức hình của những người đã được khắc tượng ở trong đó và rất là nghệ thuật ở trong đó mà thôi và dự kiến cái museum này sẽ cái viện bảo tàng này sẽ mở cửa vào mùa xuân này. Nó là nó chiếm một cái kho rất là rộng 32.000 phút vuông ở, ở trong thành phố của Miami và có có thiết uh, kế uh, nghệ thuật và tất cả mọi thứ ở trong đó rất là nhiều và cũng rất là đẹp thưa quý vị và khi quý vị ở trong đó họ không có đưa hình nhiều nhưng đây họ chỉ đưa một số thôi thì quý vị thấy cái museum của nó cũng nhìn nó rất là sang trọng chứ không phải là ghê gớm gì và trên có những cái khung gian trưng bày lớn triển lãm khai mạc bao gồm trong đó có thuyết trình solo của Sora Mina là một trong những hợp tác của Dior Men đã từng đoạt giải Grammy trong cái tuần vừa rồi. Chương trình có bốn tán tác phẩm điêu khắc robot gợi cảm nổi tiếng của nghệ sĩ Nhật Bản và mỗi tác phẩm cao hơn 9 phút fit 20 bức tranh ở trong đó của ông ta và trong đó có những cái bức tranh rất là nổi tiếng của những người mà nghệ sĩ trên toàn thế giới đưa vô thưa quý vị và một tác phẩm vĩnh viễn gọi là Super Funland Journey into Erotic Carnival trong đó sẽ được thiết kế giúp đỡ của các nghệ sĩ và bao gồm cái ngôi sao truyền hình RuPaul và trong đó có 20 trò giải trí những cái chiếc xe và, và kể Kể từ khi mở cửa cái đại lộ của số 5 của Manhattan, trong hai thập kỷ trước thì cái bảo tàng này nó rất là đông và nó đã tổ chức tới 40 triển lãm và tất cả mọi người đến dự và bộ sưu tập của bảo tàng chứa 20.000 hiện vật và các tác phẩm nghệ thuật bao gồm bức ảnh, trang phục, đồ chơi và trong đó có những cái tin đồn về Miami họ cũng sẽ mở ra những cái viện bảo tàng to hơn như vậy nữa thưa quý vị dạ vâng à đây là một cái việc bảo tàng mà nghe mới mới thoạt đầu chúng ta nghe cái tên thì chúng ta ừ. nghĩ là cái gì mà bảo tàng chắc những cái đó nó vô ghê gớm lắm <laughs> chắc nhìn chắc vô phạm pháp lắm, <laughs> không không, không mà cho những cái tuổi trẻ nhỏ nhỏ vô nhưng mà ơi, chắc cũng không cho mấy đứa nhỏ vô em nghĩ vậy chưa đâu mình chắc dạ. theo mình nghĩ là không nên nhưng mà ở đây người ta không có nghĩ là cấm những đứa trẻ mười mấy tuổi hết chính cha, vậy là nó cấm em rồi em nha. Em là không được vô rồi, dứt khóa là thải không được vô vào. Tại sao vậy? <laughs> Tại sao vậy? Tại vì ba đứa rồi nó vô nữa là mất bốn đứa năm đứa. Đúng, 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 đúng. Quá trình quá đổi rồi chị Duy Huy rồi. À, dạ kính thưa quý vị, uống nước là một trong những cái thói quen mà chúng ta nghĩ rằng là nó bình thường nhưng mà thật sự là vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin không, Lê Thái cũng thiết nghĩ là quý vị cũng đã biết được cái thông tin này rồi Nhưng mà à, trong cái chương trình Cà Phê Sáng đầu năm mới ngày hôm nay Lê Thái nhắc đến quý vị là cái thói quen uống nước của chúng ta mà trước khi ngủ nó quan trọng như thế nào và ngày hôm nay lợi thái đưa đến quý vị thông tin về cái điều thần kỳ mà khi mà chúng ta um, chúng ta uống nước thì nó sẽ xảy ra như thế nào và kính thưa quý vị uống nước trước khi ngủ đó nó giúp cho các cơ quan của chúng ta hoạt động rất là tốt khi mà chúng ta uống một ly nước trước khi đi ngủ đó giúp cho cơ thể chúng ta bổ sung được những cái chất lỏng nó đã mất trong một cái ngày từ các hoạt động bình thường nhất uh, nhất là khi mà cơ thể chúng ta bị mất nước vì vậy thì chúng ta phải giữ cho cơ thể chúng ta ngậm nước để các cơ quan chức năng trong cơ thể của chúng ta nó hoạt động một cách đúng cách giữ cơ thể ngậm nước là như thế nào thưa quý vị là khi mà chúng ta uống một ly nước trước khi đi ngủ thì nó sẽ bổ sung những cái chất lỏng đã mất trong ngày từ những cái hoạt động bình thường và duy trì cái mức độ hay trách hóa trong cơ thể và giúp chúng ta ngủ ngon hơn và không làm cho chúng ta bị gọi là bị nhức đầu hay là bị cái máu của chúng ta nó bị cô đặc lại và khi mà chúng ta uống nước thì giúp cho chúng ta bổ sung Uh, cơ thể bằng cách là cân bằng vitamin và các dưỡng chất, khoáng chất nhờ đó mà các hoạt động của chúng ta chính xác hơn. Uống nước nó khi trước khi ngủ sẽ tạo nên sự cân bằng giữa các kích thích tố và mức uh, năng lượng cơ bắp và các khớp và điều này giúp cho thư giãn cảm thấy uh, khỏe khoắn vào mỗi buổi sáng trong khi chúng ta ngủ thì nước cũng có thời gian để mà nó làm hài hòa tất cả các cơ quan của cơ thể và giúp chúng ta ngủ ngon và ngủ sâu. Cái thứ thập thứ ba thưa quý vị đó là nó đào thải độc tố. Một trong những cái lợi ích tốt nhất của nước là vai trò như một cái chất tẩy rửa tự nhiên và cơ thể dễ bị nhiễm độc từ những cái thực phẩm hay là môi trường bụi uh, bậm ở hoặc là những cái yếu tố khác thưa quý vị ở những cái cái môi trường mà chúng ta tiếp xúc. Ừ. Thì cái việc đào thải những cái độc tố này nó sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn và sẽ loại bỏ độc tố làm sạch đường tiêu hóa, cơ bắp cũng như là rất có lợi cho da chúng ta. Và cái thứ ba, thứ tư đó là uống nước thiếu điều độ sẽ gây uh, có hại cho sức khỏe. À, khi mà chúng ta bảo đảm đưa một cái lượng nước vào cơ thể vừa đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít mỗi ngày thì cái việc uống nước của chúng ta nó nó sẽ đầy đủ nhưng mà khi mà chúng ta uống ít hơn cái đó nó sẽ gây hại cho sức khỏe và nhiều người có, có có thói quen là khi mà chúng ta cảm giác khác thì chúng ta mới uống thì không 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 biết rằng là đến khi đó thì chúng ta đã mất đi một cái lượng nước gọi là một cái lượng nước nhất định rồi ừ. thì khi đó nó lại bị muộn rồi thưa quý vị nó có thể làm cho chúng ta bị chậm có quá trình mà trao đổi chất nè hô hấp hoặc tuần hoàn trong cơ thể rồi khi mà chúng ta khác lại uống quá nhiều nước khiến cho cơ thể chúng ta từ lúc mà mất nước đến quá tải nước nó cũng gây ra những cái tình cảnh là không tốt cho sức khỏe vì vì vậy cho nên tốt nhất là chúng ta nên uống nước đúng cách điều độ cứ khoảng là 20 phút lại bổ sung nước cho cơ thể 100 ml uh, ml nước uh, phù hợp nhất để mà cơ thể chúng ta được cung cấp đầy đủ nước và bảo đảm cho các hoạt động các cơ quan nội tạng trong cơ thể của chúng ta được hoạt động tốt khi mà có nước nó vận hành. Rồi như rất đồng ý với Lê Thái về cái điều đó uống nước rất là quan trọng thưa quý vị. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp quý vị cũng biết rằng là quý vị nghe news ở mọi nơi hết từ trước bây giờ là giá trấn nó quá cao phẩm thưa quý vị mà hiếm nữa. Nhưng mà khi cái giá trấn cao đồng nghĩa với việc là đem tới những cái lợi nhuận danh thu của cho những người cho những cái công ty mà sản xuất trứng của năm vừa rồi. Thì như sẽ cho quý vị biết theo cái khảo sát vừa rồi, những cái lợi nhuận thế nào mà họ đã à, thu hoạch trong những cái đợt mà giá trứng nó rất là cao, nó tăng vọt đột biến như vậy. Cái tình trạng thiếu trứng đã tạo ra lợi nhuận doanh thu cho những cái công ty như là calman Foods à, viết tắt là CALM là cái viết tắt của công ty này, nhà sản xuất này đã phân phối trứng lớn nhất ở Hoa Kỳ công ty sản xuất các thương hiệu như là Farmer House X, Sunny Meadow, Eggland và lợi nhuận của Calman vừa rồi đã tăng 65% lên tới 198 triệu đô trong 3 tháng trước. Và nó kết thúc vào ngày 11 tháng 11 là ngày 26 vừa rồi. Và khi mà cái lợi nhuận của họ được tính toán đầy đủ trong cái cuối tháng đó và cái nguồn cung cấp cung cấp mà trấn này cho những cái công ty lớn này đã đột biến gia tăng và quý vị cũng biết rằng là do cấm gia cầm đã giết chết hơn 50 triệu con chim ở Hoa Kỳ kể từ đầu năm 2022. Theo trung tâm kiểm soát của phòng dịch ngựa bệnh, họ nói rằng cái điều này đã làm cho trứng đã bị khan hiếm và cái giá cũng cao hơn. Giá trứng bán lẻ tăng hơn nhiều so với những cái năm trước, có nghĩa là tăng gấp đôi luôn thưa quý vị. Nó tăng 11.1% từ tháng 11 đến tháng 12, 59.9% theo hàng năm và khi nguồn cung cấp vẫn eo hẹp thì cái lợi nhuận cho những cái công này tỷ này vẫn tăng cao và vừa rồi stock của công ty Calman này cũng tăng lên rất là cao thưa quý vị quý vị nào mà mua stock của cái công ty này cũng có lợi nhuận ở trong đó và giá trung bình hàng năm của Calman trên hàng chục quả trứng vừa rồi đã tăng lên 2.88 đô la gấp đôi so với những cái năm trước rất là nhiều. Giá bán của công ty trứng này bao gồm trứng hữu cơ là trứng organic khi mà quý vị đi vô Costco thì thấy trứng hữu cơ, trứng organic, trứng bình thường đã tăng lên 24 trăm và cổ phiếu của Calman cũng đã tăng 47% so với năm ngoái. Thì điều này trứng đồng nghĩa với là doanh thu cho những cái công ty này và những công ty này họ hy vọng giá trứng vẫn cứ tăng lên để cho họ được lấy, lấy lợi nhận. nhuận. Yes. Ừ. ừ trứng dạo này mắc lắm mẹ mua trứng hả vừa rồi là mua trứng gà về để kho chúng ta cứng dịch tìm không ra ở chợ chợ Việt Nam hết rồi người ta bán nhiều lắm. Dạ. Ở trứng gà một cái trứng nhỏ xíu à trứng không có bự giống như mọi lần nữa dạ. bây giờ coi trong Costco xưa là một cái khay trứng đó là chỉ có 11, 12 đồng thôi vừa rồi vô là 16 đồng tăng dữ sợ tăng khủng khiếp cao. cái tăng thưa quý vị một cái khay trứng mà kiểu mà bốn chục bốn chục hay là giờ 80 ăn chấn một. ít lại hồi xưa là đói bụng ừ. là cứ ăn trứng thôi đúng dạ, không giờ dạ là ăn cái khác lựa khác lựa, dạ. lựa steak đồ wagyu đồ, đồ tét, quý vị. bò wagyu đồ ăn đồ hay là bò kobe đồ không ăn ăn sáng không không ăn sáng ăn sáng không sáng <laughs> luôn. sáng không dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần hai cà phê sáng của tuần hiền và lê thái xin quý vị hãy giữ một hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ và Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1 -8 -319 princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District, cảm ơn quý vị vừa vừa làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng của tuần ngày à, à, mùa gọi là mùng một Tết ngày hôm nay à, <laughs> tự nhiên quên định nói cái ngày Tây mà tôi nhớ đến hôm nay mùng 1 Tết là người ta dạ vâng kính thưa quý vị ở đây thông... lâu quá mình dễ hay bị lộn. dễ luôn. quên dễ lộn yeah. lắm nhất yeah. là những cái năm này là chúng ta cũng hay dễ quên dễ lộn lắm âm quý vị lịch âm lịch như vậy Tây lộn qua nhất là những ngày cận Tết này chúng ta rất là dễ lộn dạ <laughs> vâng <laughs> và kính thưa quý vị một cái thông tin tiếp theo Lê Thái gửi đến quý vị à, trong cái thời gian hiện nay thì Mùa đông nó vẫn đang gọi là đối với cái tiểu bang Cali chúng ta thì nó lạnh thì lạnh buốt cũng có nhưng mà không đến nỗi mà có tuyết. Ở mấy cái mấy cái thành phố này nọ thì chỉ có tìm thấy tuyết ở trên Big Bear hay là những vùng giống như là Lake Elsinore yeah. hay là những vùng mà chúng ta đi xa xa lái xe 4 5 tiếng thì chúng ta sẽ gặp được tuyết này nọ. Nhưng riêng ở những cái tiểu bang khác thì tuyết rất là dày đặc. Mà riêng tuyết những cái Dạ, yeah, dạ vâng. <laughs> mà riêng ở những cái thành phố mà nổi tiếng ở trên thế giới đó thì lại là có những cái thành phố nó còn lạnh nhất trên thế giới yes. nữa. nói với những thành phố lạnh nhất trên thế giới thì em hỏi chị Như Huyền chị Như Huyền có biết là cái địa điểm thành phố nào là thành phố lạnh nhất ở trên thế giới không? Ờ, ở bên phía bắc, Nortpol là pole. mình hay nghe tới những cái khu vực vật đó những cái khu vực đó thì là lạnh nhất. dạ vâng nhưng mà ngày hôm nay thì đúng chính xác vậy nhưng mà ngày hôm nay thái đưa đến quý vị mà gọi là thông tin chi tiết về một cái thành phố lạnh nhất thế giới luôn thưa quý vị và cái thành phố này nó đang ở mức là âm 122 độ F Tính đến thời điểm này chưa biết là ngày, những ngày sắp tới có thể lạnh hơn hay không, uh -huh. nhưng ngày đến đến ngày hôm nay thì nó là lạnh 122 độ F quý wow. vị. Đó là thành phố Yakut ở phía đông của Serbia Đây là một cái thành phố vốn được biết đến là một trong những nơi lạnh nhất trên thế giới và hiện đang phải đối mặt với một cái đợt lạnh mà nó kéo dài bất thường. Tháng 1 này á, thường là cái tháng lạnh nhất trong năm và mặc dù là những cái người dân người ta đã quen với những cái thời tiết đóng băng như thế này, nhưng năm nay thì họ vẫn phải chuẩn bị những cái biện pháp phòng ngừa đặc biệt để mà người ta giữ ấm và người ta nói rằng là không có gì thay đổi điều gì và chỉ còn cách là sống và phải chịu đựng sống với nó thôi thưa quý vị là không thể nào chúng ta thay đổi được một phần điều gì cả và theo cô Anastasia Gudeva là một cái người dân ở Yakutsk cô đang mặc hai cái chiếc áo và hai cái chiếc khăn quàng cổ cùng nhiều lớp găng tay mũ trùm đầu à, cô nói với tạp chí Reuters rằng là à, theo một cái người dân bán cá đông lạnh tại địa phương thì cái điều cốt yếu để mà họ sống được ở cái nơi này là chỉ cần mặc ấm và mặc nhiều lớp áo giống như một cái cây bắp cải như vậy thì mới sống được. Và trong năm 2018 vừa qua thì trời tự nhiên trở lạnh thưa quý vị, khác thường đến mức là một số người dân người ta phải nói rằng là cái lông mi của họ cũng bị đóng băng luôn. Và đây là một nơi sinh sống của khoảng là 300.000 người. Mùa đông ở Yakutsk được thực thực sự là một cái mùa đông vô cùng khắc nghiệt và gần đây thì thành phố này còn thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi mà cháy rừng nó lan mạnh trong tháng 7 vừa qua trong mùa hè và các nhà khoa học người ta cũng bày tỏ những cái lo ngại nghiêm trọng về cái tần suất những cái đám cháy cây ngày càng gia tăng nó gây cho biến đổi khí hậu ở phần bắc cực ở serbia thưa quý vị và đây là những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn hình ảnh là biết là cái thời tiết nơi đây cũng khủng khiếp rồi Điện lạnh giá rồi cái trời mà mù âm u luôn giống như là một cái thành phố mà chỉ có là con khói và khói vậy nhưng mà thật sự là đây là những cái xương xương lạnh khí lạnh Quá là Nào bao đúng. trùm và đây là cái lông mi của một người thưa quý vị đóng băng cái lông mi luôn giống như là ông già Noel vậy đó <laughs> còn những cái thực phẩm coi như là đông đá hết để ngoài là đông đá không hết không bị hư không, <laughs> không bị, <cười> hư. <cười> Ít bị hư dạ vâng. đúng rồi như lên Lê thái ở Cali hoài chứ hồi đó như ở sống ở Michigan rồi thưa quý vị như biết cái hiểu được cái nỗi lạnh mà đi ra cái lông mi nó bị đông đá michigan lúc yeah. đó bão tuyết thì có những cái thời gian cũng như vậy yeah. nó lạnh lắm nhìn thì đẹp vậy đó như ở dương cali mình đi lên Oh my gosh tuyết đẹp quá nhưng mà ở hoài chán lắm thưa quý vị ơi <laughs> <laughs> cảm ơn lê thái rất là nhiều thưa quý vị sau cái tết rồi New Year rồi Christmas thì cái sắp tới đây vào tháng 2 đó là cái giải cái Super Bowl thưa quý vị. Rất nhiều người fan ai mà là hâm mộ của của football đó thưa quý vị là Super Bowl là một trong những cái chương trình lớn nhất của dân Mỹ ở Mỹ ở đây và rất là nhiều người đi xem một cái vé của nó đi vô Super Bowl rất là mát thưa quý vị. Cái vé vé mà ngồi rất là xa là 5.000 cho tới 10.000 là cái chuyện bình thường. Nhưng mình coi ở trên TV là mình cũng đủ thấy hết rồi phải không thưa quý vị. Thì cái mình Nhi thích nhất đó là cái lúc mà cái giải lao của cái chương trình Super Bowl. Thì năm nay cái người một cái ca sĩ rất là nổi tiếng mà một trong những nữ hoàng trong kinh doanh của trùm thời trang nữa thưa quý vị. Đó là Rihanna và cô ta đã hé lộ ra ở trên Instagram sẽ có gì ở ờ, trong lúc giải lao của super bowl nó một cái teaser trong cái chương trình giải lao super bowl sắp tới của cô ta thì uh, trong cái chương trình super bowl đó như vậy cô ta sẽ ăn mặc như vậy với là một cái bộ tóc rất là đen và trên một nguyên cái bộ đồ đen có đồ trang sức rất là nhiều và rất là tuyệt đẹp và bên cạnh đó cũng có một cái sao pit nó có một cái uh, nếu mà như không mở cái video được mà nếu quý vị nào mở cái teaser cái trailer video của rihanna thì họ sẽ hé lộ một chút một tí xíu và rihanna quý vị cũng thấy đã đặt ngón tay ở trên môi với cử chỉ này và cái bài hát của ta rất nổi tiếng là unite me hoặc là unite me một trong những cái bài hát nổi tiếng của cô ta và cô ta cũng chưa biết có tiết lộ rằng cái bài hát năm nay là như thế nào ca sĩ người Canada vào năm 2020 cũng đã hát trong Super Bowl hôm nay và năm nay Rihanna cũng sẽ hát trong uh, trong Super Bowl. Nhưng mà mình chưa biết cái bài hát đó như thế nào. Cô ta chỉ đưa một chút xíu thôi một cái hình ảnh rất là thú vị và trong đó còn có nhiều ban nhạc trong cái lúc mà giải lao của Super Bowl nữa. Dạ vâng, chúng ta chờ đợi một cái giải Super Bowl thật là hoành tráng, thật là ấn tượng, độc đáo và mới lạ ừ. trong đó có sự xuất hiện của Rihanna, một ca sĩ mà em vô cùng thích, rất giỏi về kinh doanh, hát hay, nhảy đẹp và mới sinh đứa con đầu lòng rất là đẹp xinh đẹp luôn yeah. dạ vâng ừ. à, kính thưa quý vị điều gì xảy ra khi mà chúng ta uh, lên trên sao hỏa uh, mà đối với những cái người mà lên sao hỏa rồi bị bị chết á thì với những cái người mà du hành vũ trụ người ta đặt ra những cái giả thiết như vậy thì người ta sẽ giải quyết như thế nào với những cái thi thể đó theo chị thì những cái nhà du hành vũ trụ người ta sẽ như thế nào có nhiều cách để mà giải quyết lắm thì theo lê thái bây giờ nghe lê thái người ta giải quyết như thế nào nhớ mà khi nói ra mà mình giải quyết theo cái kiểu như mặt đất của mình á thì nó là sai rồi kiểu mà làm lắm tan rồi làm rồi. Mai, mai, tán rồi chôn cất thì nọ ra không, không có điếu rồi được. Được này dạ. nào thưa quý vị ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin nếu như một cái phi hành gia mà bị thiệt mạng trên sao hỏa thì uh, có thể là trở thành một cái xác ướp tự nhiên và xương nó vẫn còn lưu lại sau hàng chục triệu năm thưa quý vị. Đây là những cái thông tin mới nhất mà Lê Thái muốn gửi đến quý vị. Hiện tại thì không có một cái quy định chính thức nào về những gì đang xảy ra với cơ thể con người khi mà chúng ta chết ở ngoài vũ trụ. Nhưng có chính sách của NASA là và cái ban lãnh đạo của NASA người ta nói rằng là những cái đối tác quốc tế người ta cũng nói là không chưa chưa có một cái trường hợp nào mà chết ở ngoài mà có thể mà xử lý xác ở ngoài không gian bởi vì người ta sợ những cái con vi khuẩn virus ấy, uh -huh. hoặc là những cái vi khuẩn ở nằm bên trong tế bào trong cái con thể của người nó sẽ làm nó thay đổi đi cái cục diện của những cái hành tinh đó và nếu như có một cái người chết khi mà đi đang đi bộ ngoài không gian thì trước tiên thì các nhà khoa học người ta sẽ đưa họ vào các nhà du hành người ta sẽ đưa họ vào trong khoang kín khí và đặt trong một cái bộ đồ điều áp thưa quý vị tiếp theo đó thì cơ hội thể người ta sẽ bị phân hủy nhanh hơn trong cái bộ đồ và du hành vũ trụ mà tất cả các nhà khoa học người ta đã chế tạo trước đó và không muốn cho cái mùi hôi hay là khí thải nó thoát ra khỏi cái bộ đồ đó vì cái điều đó nó không hợp vệ sinh nó giống như một cái chiếc hòm vậy nó rất là kín cái bộ đồ du hành vũ trụ vậy à, và sẽ đặt một cái nơi vào lạnh bảo quản lạnh ở trong cái vũ trụ và Hasfield đây là một cái nhà du hành vũ trụ ở trên trạm IS người ta nói rằng là cái vấn đề mà bảo quản tạm thời ở cái nơi mát ở trên ở trên ở trên mà không gian đó thì đó là một cái vấn đề chúng ta phải làm và sau đó thì sẽ đưa cái cái xác thi thể đó về trái đất và trong những cái nhiệm vụ dài hạn hơn ví dụ như là tới sao hỏa hoặc là những cái không gian khác các chuyên gia người ta đến phải cần đến những cái giải pháp đặc biệt hơn và cái việc mà để cho cơ thể đóng băng lại và các cánh tay bắt đầu rung cái chiếc túi trong 15 phút ở trong cái bộ đồ du hành đó để cho wow. cơ thể của con người chúng ta vỡ ra thành từng mảnh và chỉ còn những cái bộ xương nó wow. nhỏ thôi và cái nước nó cũng bốc hơi qua cái khỏi cái túi lỗ thông hơi để lại khoảng là 25 kg hài cốt mà của những ai đã đã bị mất ở trên không gian đó và có thể đem về trái đất và theo Susan Guelmarcác một cái chuyên gia tại công ty uh, Chung cất thân thiện với môi trường ở Rosmessa thì mọi thứ trên tàu phải giữ ở mức tối thiểu và cần được bảo quản cẩn thận vì không có nhiều chỗ thừa à, vậy khi mà có một cái cái xác nào mà bị ở trên sao hỏa mà chúng ta chôn ở sao hỏa thì sao thưa quý vị đây là sẽ là một trong những cái vấn đề mà nhiều người ta đặt ra khi đó thì cái xác của của con người chúng ta sẽ bị đóng băng ừ. vĩnh viễn thưa quý vị và vi khuẩn nó đang bị đã đang được sống nó tự nhiên nó sẽ bị chặn đứng lại chặn đứng lại cái quá trình mà sinh trưởng của nó và khi đó cơ thể của chúng ta tự động nó khô dần, khô dần, khô dần và mất nước và wow. nó được bảo quản giống như một cái xác ướp ai cập như vậy trong suốt hàng chục triệu năm mà hoàn toàn không có gì thay đổi cả. Wow, quá hay, quá hay. Đó là những gì mà Lê Thái đưa đến quý vị. Nếu như mà có một cái người mà chết ở trên cái không gian thì cái việc mà xử lý của các nhà khoa học người ta sẽ xử lý như thế nào? Uh -huh. Và nếu như chúng ta đặt cái xác ở ngoài không gian đó thì cái xác nó sẽ như thế nào? Đây là quá một hay. cái điều mà chúng ta cũng nên biết đúng không chị? Rất nhiều mình nên học, mình nên biết tại sao chứ đôi lúc nhiều cũng tự hỏi là trên nó như thế nào thì nó có giống ở dưới mặt đất của mình không đúng không Lê dạ Thái? Vâng. <laughs> và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi, kết thúc phần 3 cà phê sáng của Tôn Nhi và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thư thương mại mở trời cho Đài. chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Thì vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, hôm nay như đưa đến cho quý vị một cái bản tin cũng rất là vui để mà kết thúc à, phần 4 của chương trình cà phê sáng ngày hôm nay ngày mùng 1 Tết thưa quý vị. Khi mà làm nhà báo, cái này là chương trình về làm nhà báo nhưng Nhi Huyền với Lê Thái là ở trong studio thì ít xảy ra những cái sự cố nhưng những nhà báo mà đi phóng sự ở bên ngoài Đôi khúc họ xảy ra rất là nhiều sự cố, tiếng giao thông, rồi tiếng rồi mưa, rồi mọi thứ hết. Thì hôm nay Nhi đưa đến cho quý vị một câu chuyện một nhà báo ở bên uh, châu phi thưa quý vị anh ta đã gặp một cái cái tình huống rất là vui đó là nhà báo tên là elvin konda đã không được giữ bình tĩnh với những vị khách không mời trong lúc mà đang truyền tải tin tức của mình vào ngày hôm đó konda ở cái khu vực gọi là Shetrick creatures một trung tâm cứu hộ và phục hồi động vật ở kenya và anh ta đang quay phim cho KBC News thì đột nhiên trong lúc đó có những cái con đằng sau của anh ta thì quý vị cũng thấy ra đó là những cái con voi. Anh ta đang đứng đó để truyền tải thông điệp về mối đe dọa nghiêm trọng mà voi và các động vật hoang dã đang phải đối mặt. Và những con vật này không gây hại gì đến trong việc kinh doanh nhưng mà một cái con voi đứng sau đó lúc như như là nó hiểu được cái ý, ý cái lời nói của anh ta nó là đứng chơi với là anh ta đã dùng cái vòi để mà uh, hất cái đầu của uh, nhà báo này nhưng mà nhà báo này họ cố gắng để giữ bình tĩnh với cái khuôn mặt rất là thẳng thắn và rất là bình thường để không mà xảy ra cái vấn đề sự cố trong lúc truyền tin anh ta vẫn nói À, huyên thuyên như vậy thưa quý vị nhưng mà cuối cùng con đã cũng phải bật cười vì sự gián đoạn rất là đáng yêu quý vị thấy anh ta thì cứ việc nói còn con voi thì nó cứ lấy cái vòi nó hất cái đầu của anh ta bắt đầu là nó môi môi nó lên từ từ nó bò lên từ 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 như vậy và anh ta cũng cố gắng không nhận cười cái video rất là vui thưa quý vị và cái thứ hai là con voi càng không nói thì nó càng đi lên cái vòi nó càng đưa lên nữa và anh ta tiếp tục nói rằng có hơn 300 con voi bị mồ côi tại Shackrick Wi-Fi Trust và trung tâm đang cố tình để bảo vệ, ngăn chặn cái sự săn trộm những con voi như vậy. Và thật không may cái tin tức đã gián đoạn tới cái lúc mà con voi đã ở cái vòi và cover cái mặt của anh chàng này luôn thì lúc đó anh ta phải dừng lại để mà cười trong lúc đang truyền tin như vậy. Nhưng mà đây là một cái trải nghiệm rất là vui của phóng viên và rất là đáng yêu của Alvin Konda và ai có thể nghĩ rằng một phân đoạn tin tức về bảo tồn động vật sẽ biến thành một cái video giải trí cho tất cả mọi người. Nhưng có một cái ý nghĩa đằng sau đó là có lẽ những con voi đã hiểu được người phóng viên này đang làm gì và cũng muốn giúp anh ta một tay trong việc bảo tồn những cái con voi bên à, trong cái khu vực này. Dạ vâng, đây là những con voi con mồ cô cha mẹ được đã bảo tồn ừ. trong cái này. Em có coi cái video này hồi sáng hôm nay, ừ. rất là dễ thương thưa Đúng quý vị nhưng mà được. chúng ta thấy rằng những cái trường hợp bây giờ khóc dở cười của những người gọi là reporter. Ừ. Khi mà chúng ta đi lấy Phong tên này sự. nọ yeah. thì phóng sự là phóng sự đó thì nó sẽ có những cái trường hợp nó nó ngoài cái tầm với của chúng ta rất là bất ngờ nhưng mà à, ăn thua là do cái cách xử trí thôi. Cái Đúng cách anh 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 này xử trí rất là dễ thương. Rất đó. là dễ thương. Dạ, vâng. thưa quý vị, đám cưới là một trong những à, gọi là cái nỗi gọi là cái nỗi vui mừng của rất là nhiều người nhưng đôi lúc nó cũng sẽ là cái mọi nỗi đáng sợ cái nỗi ám ảnh về tài chính đối với một số người ở Việt Nam chúng ta thì cái vấn đề mà làm đám cưới nó cũng to nó cũng lớn nó cũng nó cũng đầu tư rất là nhiều nhưng mà có những cái đám cưới tiền tỷ bạc tỷ bạc chục tỷ thưa quý vị hiện nay thì mấy cái thông tin mà chúng ta xem ở trên mạng xã hội nó nhàn nhãn rất là nhiều đại gia có thể là có những cái đám cưới lớn như vậy nhưng mà riêng ở ấn độ ngày hôm nay Lê thái đưa đến quý vị một thông tin À, khi mà nhắc đến đám cưới Ấn Độ thì một cái đám cưới nó tổ chức ít nhất là từ 3 cho đến 7 ngày rất là nhiều nhiều cái đám cưới nó tổ chức xa hoa thậm chí bán nhà bán của bán đất bán đai để mà tổ chức một cái đám cưới cho dù những người đó là những người trung lưu và những người nghèo ở Ấn Độ và nó trở thành một cái nỗi ám ảnh của người dân Ấn Độ hiện nay và trong một cái đám cưới ở của người Ấn Độ là có một cái dịp trọng đại thường quy tụ đến hàng trăm hàng nghìn khách mời thưa quý vị. Và những cái bữa tiệc và những cái địa điểm xa hoa và chú rể cô dâu cũng mặc những cái bộ đồ vô cùng bắt mắt, những cái trang sức vô cùng lộng lẫy. Cái hôn lễ đắt đỏ đó là gây áp lực cái tài chính lên các gia đình khi mà người ta phải chi những cái khoản tiền lớn để mà gây ấn tượng với họ hàng hai bên với những người họ hàng bạn bè và đám cưới của những người giàu đây là một cái cảm bậy truyền thống là tập tục đòi của hội môn khiến cho ừ. những cái gia đình trung lưu hoặc là những gia đình nghèo khó ở Ấn Độ người ta phải dốc hết tiền của vào những cái việc mà tổ chức đám cưới à, theo cô Sunita Sama là một cái giáo viên ở New Delhi thưa quý vị và bạn trai cũ của cô đã từng lên kế hoạch làm hôn lễ vào cuối năm 2019 vừa qua nhưng thời điểm đó, đó thì cô tiết kiệm được chỉ có 2.000 mỹ kim thôi oh. từ tiền lương hàng tháng của cô có 200 đồng 200 đô đó là cô tiết kiệm hàng tháng để dành được ừ. 2.000 đô Và để chi trả cho đám cưới Và theo cái tạp chí Al Jazeera Thì những cái chừng đó thôi vẫn chưa đủ Mẹ cứ cứ cô này á Phải bán mảnh đất của gia đình Để mà sắm một cái cổ hộ môn cho con gái mình Để đưa cho nhà trai Và số tiền này còn lại thì dùng để đặt nơi tổ chức tiệc Hoặc là thuê băng nhạc địa phương Và phục vụ bữa tiệc có trên hơn 200 khách mời Tuy nhiên thì vào phút chót Thì cái đám cưới này phải bị hủy Bởi vì à, cái vị hôn phu của cái cô à, Sama này thưa quý vị đòi của hồi môn là phải được tặng một cái chiếc xe ô tô và cô ta nói rằng là cái chiếc xe nằm ngoài cái khả năng chi trả của cô thành ra nếu như mà đòi hỏi như vậy thì cô không thể nào cô đáp ứng được thành ra là hai người phải chia tay với nhau wow. và như quý vị cũng đã biết thì đám cưới là một trong những cái đám cưới đám cưới là một trong những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan trọng trong cuộc cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Và ở Ấn Độ nó càng quan trọng hơn. Đối với những cái nhà người nhà giàu mà đại gia hay là những tỷ phú triệu phú Ấn Độ đó, người ta có thể có những cái đám cưới mà gọi là bạc triệu đô thưa quý vị. Theo tờ Nikki Asia đó là liên đoàn thương nhân Ấn Độ thì người ta nói rằng là ước tính đó, là trong những cái năm vừa qua thì vấn đề mà tổ chức đám cưới ở Ấn Độ nó nó đã tiêu tốn hơn là 500 tỷ rupee trong năm 2019 vừa qua và 3.750 tỷ ruby tương đương là 46 tỷ mỹ kim uh, cho các doanh nghiệp trong ngành cưới và phần lớn là các tầng lớp trung lưu và người nghèo là những cái người mà người ta không đủ tiền để người ta làm ra những cái đám cưới đó ừ. thành ra gây ra những cái áp lực xã hội không cần thiết trong năm 2018 thì một cái đám cưới của Asia Ambani là con gái của tỷ phú Mukesh Ambani được đồn đoán là tiêu tốn đến 100 triệu mỹ kim với những khách mời như là Hillary Clinton và Beyoncé liên tục được đưa tin trong nhiều ngày, cái cô ca sĩ Beyoncé cũng đến đó để hát cho các đám cưới đó và được trả 35 triệu đô. À, lễ cưới kéo dài 5 ngày vào năm 2016 của con gái ông Trùm khai khoáng ở Galicia, Canada, Reddy với chi phí là 70, 74 triệu Mỹ kim. À, với 50.000 khách mời và các vũ công samba đến từ Brazil và các nơi khác trên thế giới. Năm 2004 thì một cái hôn lễ trị giá là 60 triệu Mỹ Kim kéo dài một tuần của Vanessa là con gái của ông Trùm uh, Thép La Mito với chủ ngân hàng đầu tư là Amit Bhatia ở London. Có khoảng là 1.000 khách mời tham dự và bao gồm các ngôi sao Bollywood và Hollywood bay đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Các sự kiện này nó bao gồm là màn bắn pháo hoa ở tháp Eiffel, rồi biểu diễn riêng của Kylie Minogue và theo Kumara thì cái sự xa hoa này nó không hề phù hợp với một đất nước mà hàng triệu người đang đói khổ thưa quý vị. Và hiện nay thì Ấn Độ xếp thứ 94 trong số 107 quốc gia được đánh giá trong chỉ số nghèo đói nhất toàn cầu trong năm 2020. Với mức độ nghèo đói là được xếp vào loại nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Và theo báo cáo thì 14% người dân Ấn Độ bị suy dinh dưỡng, 34.7% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc. Và chi tiêu cao cho những đám cưới cũng không phù hợp với một đất nước có sự bất bình đẳng trong xã hội rõ ràng như vậy. 1% người giàu nhất nắm giữ gấp 4 5 lần tài sản của 70% người nghèo nhất của đất nước và tương đương là 953 triệu dân. Và theo tờ báo Oxam thì Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 2 trên thế giới và gần 700 tấn trong năm 2019 và một nửa trong 700 tấn này có nghĩa là 350 tấn này được sử dụng dành cho trang sức cô dâu ở những cái tiệc cưới và đây là một trong những cái thông tin mà lê thái đưa đến quý vị một cái đất nước nghèo nằm trong chỉ số những nước nghèo nhất thế giới mà tổ chức những cái đám cưới xa hoa quá nhất xa xỉ chính vì bạn mới nghèo nhất thế giới có người dân nghèo thì... người dân nghèo xa. nghèo thì nghèo quá nghèo mà những yes. người ai giàu thì lại giàu quá giàu uh -huh. à, tôi thiết nghĩ rằng hôn nhân là một trong vấn đề rất là quan trọng với một con người mà chúng ta biết cân đơ đong đếm và biết liệu cơm gấp mắm thì em nghĩ là cái hôn nhân nó bền vững hơn ăn thua là cái tình yêu của chúng ta đúng không chị vì sau Khi... đó thôi yeah. dạ vâng mà đặt qua ra nhiều cái tiêu chí quá mà để cho con gái người ta khổ thì khi mẹ mà, mà qua Ấn Độ mà kiểu mà gái mà nó cưới cưới em hay là nó nó hỏi cưới em mà nó bỏ tiền em đòi gì? nhiều lắm phải không? không, mình xót xa với chị, mình sống nên có đức chút xíu chứ mình đòi nhiều đâu có được Hai không lấy gì hết, chỉ cần tình yêu thôi chỉ cần tình yêu thôi Đúng. nhưng mà bây giờ là có tình yêu rồi thành ra là không có cần nữa nói nữa lại chị cứ bồi chài cho em năm mới thôi năm mới mùng một, một Tết thôi mùng một Tết thôi cho gia đình người ta xào xáo <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc à, chương trình cà phê sáng của tuần ngày mùng 1 ngày hôm nay một lần nữa thì Lê Thái và như huyền cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ như huyền và lê thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau